chương 1780, đỉnh trung thánh. Không sao, với Lăng Hàn hắn chỉ cần tích lũy nguyên lực, có luân hồi thụ, lĩnh ngộ quy tắc chỉ là việc nhỏ. Lăng Hàn luyện hóa dược lực, ngôi sao trong người hình thành với tốc độ nhanh khủng khiếp. 6.000 vạn, 7.000 vạn, 8.000 vạn, thánh dược có hiệu quả tăng cao tích lũy nguyên lực không quá tốt, nhưng không chịu nổi đây là một gốc thánh vương dược, Lăng Hàn chỉ là trung thánh. Khí lực của hắn cường đại có thể chịu nổi dược lực cuồng bạo, nên mới có tốc độ tiến bộ khiến người hâm mộ. Cuối cùng số lượng ngôi sao là 9999 vạn ,999 chín ngôi sao, chỉ thiếu một cái là đến cực độ trung thánh. Nhưng ngôi sao này hơi khó tu ra, Lăng Hàn bế quan 15 ngày mới thành công. Giờ Lăng Hàn có tư cách trùng kích đại thánh, Lăng Hàn thầm cảm khái, nếu không có bí cảnh này thì mọi người sẵn sàng vào tiên vực là vừa, giờ phải đi tìm nhóm nữ hoàng. Nhưng nếu không có bí cảnh thì Lăng Hàn không thể nhanh chóng đến cực độ trung thánh. Lăng Hàn ra khỏi hắc tháp, Trùng kích đại thánh vị cần có đủ lĩnh ngộ, dù có luân hồi thụ trợ giúp cũng cần tính thời gian bằng năm, sao hắn yên tâm được. Đến cực độ trung thánh, sức chiến đấu của lang Hàn vọt lên đỉnh thánh vương. Dù Lăng Hàn không dựa vào sát trận cũng siêu mạnh, uy lực sát trận vẫn mạnh nhưng chỉ như dệt hoa trên gấm. Lang Hàn thầm nghĩ, võ giả cuối cùng quan trọng nhất là bản thân cường đại. Sát trận có thể phụ trợ nhưng tuyệt đối không thể ỷ vào nó, giống như không thể cứ gặp nguy hiểm liền trốn vào hắc tháp. Lang Hàn ra khỏi hắc tháp, năm người đi ra viên tộc tiếp tục dọc theo con sông đi tìm nguồn. Viên tộc ở đáy hạ du có năm sức chiến đấu cấp thánh vương, nhờ vào rót lực càng lên đến đỉnh thánh vương và vượt qua cảnh giới đó, thế thì bộ tộc ở trung du, thượng du còn mạnh thế nào nữa? Lăng Hàn đã tìm hiểu kỹ, viên tộc không thể đi đến trung du nên bọn họ chỉ biết thực lực mười mấy bộ tộc gần mình nhất ở hạ du. Bộ tộc mạnh nhất có 10 thánh vương, có lẽ trong bộ tộc thượng du có hàng trăm thánh vương. Lăng Hàn không muốn đụng độ rắc rối như vậy vào lúc này, phải tìm ra nhóm nữ hoàng trước rồi tính. Cho nên Lăng Hàn hết sức khuyên nhủ tiểu cốt tuyệt đối đừng hở chút đánh nhau, lộ ra thân phận. Tiểu Cốt nghe lời Lăng Hàn nói, vừa gật đầu vừa kêu ư ơ, tỏ vẻ sẽ cố kiềm chế không đánh nhau. Dọc đường đi bọn họ không chút sắc rối gì, đi dọc theo bờ sông ngẫu nhiên gặp dân bản xứ thì sáu người cũng né tránh, không né được thì chiến đấu nhanh gọn. Miễn không phải đẳng cấp thánh vương thì sức chiến đấu hiện tại của Lăng Hàn giải quyết dễ dàng. Nhưng con đường càng lúc càng khó đi. Con sông lớn này vô cùng quan trọng với dân bản xứ, ở Hạ Du còn đỡ, bắt đầu từ Trung Du thì có cường giả tỏa chấn bên bờ sống, muốn đi dọc theo bờ phải vượt qua những cường giả này. Không chỉ là cường giả còn có sát trận, trận pháp hoàn toàn khác với cổ giới, uy lực kinh người. Đi đường vòng hay cứng rắn vượt qua đây, Lang Hàn vắt óc suy tư, Lang Hàn quyết định đi đường vòng, tiếp xúc hay cứng rắn sông vào đều cần thời gian, không bằng đi đường vòng đỡ tốn sức. Nhưng rất nhanh Lang Hàn nhận ra cách này không làm được sau khi đi trung du thì đường sông chỉ có một bình nguyên hẹp dài bên cạnh là núi cao bình nguyên bị mỗi bộ tộc chiếm cứ muốn đi đường vòng chỉ có thể leo núi nhưng núi không dễ đi chẳng những vòng rất xa hơn nữa trong núi không yên bình có yêu thú đẳng cấp đỉnh thánh vương cũng đúng mỗi bộ tộc sinh sống gần sông vì không để bộ tộc khác có cơ hội được đến nước sông nguồn cao hơn sao có thể cho người dễ dàng vòng qua được vậy thì không đi vòng lang hàn dặn tiểu cốt không được nhái giọng lặp lại lời cường giả cấp thánh nhân nói chẳng khác nào nhục nhã người ta. Gần đây tiểu cốt nói chuyện trơn tru hơn, không bị lắp bắp nữa, lặp lại lời nói nhanh hơn. Bọn họ gặp bộ tộc trung du thứ nhất tên là Nhạc tộc. Một đại trận khuếch tán, lấy sông lớn làm cơ sở, lực lượng đến từ dòng sông này, cùng nguồn với hệ thống tu luyện nơi đây, hệ thống trận đạo hoàn toàn mới. Những gì Lăng Hàn đã học không thể vận dụng tại đây. Muốn phá trận phải cứng rắn sông qua, Lang Hàn nói, đi theo sau lưng ta uy lực trận pháp này cỡ thánh vương sơ kỳ đám người thiên phượng thần nữ không thể ngăn cản tiểu cốt không tiện ra tay nếu không bọn họ khỏi phải điều đình gì nữa chẳng những phải vừa đánh vừa đi cũng sẽ kinh động tất cả bộ tộc truy sát bọn họ long hương nguyệt đã sớm vào không gian thần khí bốn người theo sau lưng lăng hàn tiểu cốt đoạn hậu thực lực của nó đủ mạnh lỡ như xảy ra tình huống đột ngột gì có thể cùng lăng hàn một trước một sau giúp đỡ mọi người lăng hàn vỗ trưởng phá trận pháp ung dung đi vào trận pháp hay công kích đều không thoát khỏi một quy luật cơ bản là lấy thực lực làm đầu. Thực lực hiện giờ Lăng Hàn bằng đỉnh Thánh Vương, không cần quan tâm trận pháp dựa theo hệ thống gì, hắn không cần tìm điểm yếu nào, cứ trực tiếp dùng sức mạnh phá mở. Lực lượng khủng bố của Lăng Hàn chấn áp, uy lực trận pháp không khởi động được. Tập pháp như biển, bọn họ có năng lực tránh nước, mở ra một con đường an toàn. Ba người thiên phượng thần nữ tặc lưỡi lấy làm kỳ, uy lực trận pháp cuồng bạo cách hai, ba thước gầm giống nhưng không thể đến gần thêm một ly một giọng nói lạnh lùng vang lên kiểu thần thức trong đầu mỗi người hừ ai dám ngang nhiên xông vào nhạc tộc ta lăng hàn mỉm cười nói đạo hữu ta chỉ muốn mượn đường xin châm trước cho người từ ngoài đến giọng nói tạm dừng ngẫm nghĩ rồi nói các ngươi đi dọc bờ sông đừng đi quá xa nếu vào trong tộc của ta thì đừng trách chúng ta không khách sáo ý là cho qua lăng hàn gật đầu đây không phải bởi vì người đó dễ nói chuyện chỉ vì hắn biểu hiện ra thực lực đủ mạnh nên đối phương đồng ý cho đi khỏi phải sinh sự. Nếu đổi lại đám người thiên phượng thần nữ ở ngoài trận năn nỉ thì người ta có thèm quan tâm. Có thực lực thì nói chuyện mới có sức nặng, không thì miễn bàn. Lăng Hàn sẽ không vạch thẳng ra, tự hiểu ngầm được rồi. Lăng Hàn bước nhanh đi tới, chợt phát hiện uy lực trận pháp yếu rất nhiều. Là do người của nhạc tộc cố ý khống chế trận pháp, bày ra thiện ý với họ. Lăng Hàn cười cảm ơn, đa tạ đạo hữu người đó im lặng, chương 1781, Bộ Tộc Thượng Du nửa nén nhang sau bọn họ ra khỏi trận pháp, trước mắt là bình nguyên minh mông nhưng vẫn trong lãnh địa của nhạc tộc. Chập pháp thường để phòng ngừa bộ tộc hạ du nên chỗ này không có trận pháp bảo vệ. Đi lên chút nữa là ra khỏi lãnh địa nhạc tộc, sẽ thấy bộ tộc khác bày ra trận pháp phòng ngừa nhạc tộc. Lăng Hàn ngừng lại cười nói với tiểu cốt, lần này tiểu cốt biểu hiện rất giỏi. Hừ, ai dám xông vào nhạc tộc ta? Đạo hữu ta chỉ muốn. Lăng Hàn mới mở miệng đã thấy tiểu cốt hớn hở bắt trước lặp lại đối thoại của Lăng Hàn và người nhạc tộc. Bốn người bật cười, chắc lúc trước tiểu cốt rất cố gắng kiềm nén, giờ thì sốt ruột muốn nhái giọng. Tiểu cốt lặp lại xong mờ mịt nhìn bốn người, tại sao bọn họ cười? Tiểu cốt nghiêng đầu u ơ, cười khờ, ô ư u, đi một ngày sau đằng trước xuất hiện một trận pháp, năm người cứng rắn xông vào, là lãnh địa của đồng tộc. May mà cường giả giữ trận pháp không muốn đánh nhau, lăng hàn khách sáo nói mấy câu thì cường giả đó cho đi nhưng không hiền như người nhạc tộc, không suy yếu uy lực trận pháp, coi như chưa từng thấy năm người. Bọn họ khá may mắn, chỉ cần khách sáo nói ngọt vào câu là được cho qua. Ai ngờ vào khu vực thượng du, ngay từ cửa thứ nhất đã gặp rắc rối. Khi bọn họ vào trận pháp liền nghe tiếng quát nạt lạnh lùng. Cút, Lăng Hàn nhướng mày, mới đụng mặt đã có thái độ này, xem ra hơi khó mượn đường. Bộ tộc thượng du rất bá đạo, Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Đạo hữu chẳng qua muốn mượn đường, người kia gay gắt nói. Kêu các người cút không nghe sao, Lăng Hàn bước nhanh tiến lên, giận dữ nói. Ha ha, không biết cút nên thứ lỗi không làm theo được. Người kia cười khẩy nói, to gan, ầm, trận pháp bộc phát uy lực lớn, một con mãnh thú màu đen đột nhiên xuất hiện tấn công năm người lăng hàn. Mãnh thú trông như sư tử lớn nhưng đầu mọc đôi sừng, có chín cái đuôi. Là người kia chủ động vận chuyển trận pháp công kích nhóm lăng hàn. Lăng hàn chỉ một cái, ong 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 ong, kiếm khí chuyển động rượu chín tầng trời chém mãnh thú thành hai nửa. Nhưng mãnh thú là đại trận diễn hóa, có bị chém thành hai khúc cũng không chết ngược lại hấp thu uy lực trận pháp từ một biến thành hai con. Ha ha ha, đây là vạn tượng đại trận, các người càng chống cự càng kích phát ra uy năng mạnh hơn của trận pháp, căn bản là tự tìm chết. Người đó cười nói, người xứ ngoài khốn kiếp, các người đều nên chết đi. Nghe giọng điệu thì người này ghét người ngoại địa, có lẽ chỉ là chịu khổ trong tay người xứ ngoài nên chúc giận lên năm người lăng hàn. Lăng hàn thả thần thức ra, uy lực trận pháp tuy rất mạnh sẽ tổn thương thần hồn, nhưng thần thức của hắn bây giờ cực kỳ cứng cỏi, Vốn không phải sợ, hắn tung hoành trong trận Pháp. Đây không phải mê trận nên Lăng Hàn nhanh chóng định vị người giữ trận Pháp, đó là một nam nhân cao to để mình trần, đầu đội mũ lông chim. Vì gã dốc hết sức vận chuyển trận Pháp nên người hiện ra 9 vòng đen. 9 vòng đen, vòng thứ 9 không đủ đen, phỏng trừng tu vi tương đương với Đại Thánh Trung Kỳ. Nam nhân phát hiện Lăng Hàn dòm ngó, còn nắm tay lại đấm vào thần thức của hắn. Hừ, dám thả thần thức tới đây, người ngại chết chưa đủ nhanh. veo lăng hàn thu thần thức về ngay bình tĩnh nói ta đến tìm ngươi lăng hàn rẽ đường đi hướng nam nhân tốc độ của hắn mau kinh người khiến nhóm thiên phượng thần nữ đi theo hơi vất vả lăng hàn liên tục vung hai nắm đấm bùm bùm nổ nát đám mãnh thú lao lên hậu quả là mãnh thú càng lúc càng đông không ngừng xông lên tấn công mỗi con mãnh thú biến ra từ trận pháp đều có sức chiến đấu thánh vương sơ kỳ vài con còn dễ nói nhưng khi đến mấy trăm con thì sức chiến đấu bằng đỉnh thánh vương khiến lăng hàn tốn chút công sức quan trọng là số lượng mãnh thú không ngừng tăng nhiều nam nhân giữ trận pháp cười nhạt ngươi cứng rắn xông vào làm sao có thể chạy đến trước mặt ta được không đi nổi một phần ba ngươi sẽ bị mãnh thú vây khốn đàn sói ăn thịt hổ nhưng lăng hàn cường đại hơn xa nam nhân phỏng trừng đi xong bốn phần năm con đường hắn mới bị mãnh thú nhiều như biển bao vây không tiến thêm được một bước nào nam nhân cười khẩy nói ha 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 chưa từng thấy ai ngốc nghếch như ngươi trận pháp này đặc biệt bạo lực phá hỏng là không có tiền đồ, sách lược tốt nhất là dùng tu vi của mình cứng rắn suy yếu nó, chỉ thủ chứ không tấn công tránh cho nhiều trận thú hơn xuất hiện, mới có cơ hội đi ra đại trận. Nhưng làm như vậy thì người giữ trận màn khởi động tấn công dồn dập là có thể buộc người vào trận luống cuống tay chân. Người sẽ dốc hết sức ra hoặc không, Lăng Hàn không quan tâm, hắn không ngừng tung nắm đấm đánh nát các con mãnh thú khiến trận pháp diễn hóa nhiều hơn nữa. Đám người thiên phượng thần nữ khó hiểu, làm vậy chẳng khác gì tự chuốc rắc rối. Lăng Hàn cứ đấm, số lượng mãnh thú đã trên 10 vạn, tuy chúng không thể tập thể ùa lên công kích nhưng mấy trăm, mấy ngàn con cùng lao lên đủ làm Đỉnh Thánh Vương chảy mồ hôi lạnh. Nhưng khi Lăng Hàn lại đánh nát một con mãnh thú, mãnh thú hóa thành trăm mảnh nhỏ ngưng tụ ra thân thể, nhưng chỉ hóa thành khối không khí màu đen không ngừng vùng vẫy chứ không biến ra trăm con mãnh thú như lúc trước. Không chỉ thế, mười mấy vạn ám thú đã hình thành không tấn công nữa, chúng nó như uống say lảo đảo đi có chuyện gì, đám người thiên phượng thần nữ ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn ngừng tay, nói, dù là trận pháp hay con người đều có hạn mức cao nhất, dù ngươi có tiềm lực mạnh mấy nhưng bị ép đến tận cùng thì ngươi sẽ tan vỡ ngay. Trận pháp cũng vậy, khi bị ép đến cực hạn sẽ tự động tan giã. Như chú giải lời Lăng Hàn nói, hắn mơ ý dứt lời thì có tiếng ầm ầm, đại trận tự tan vỡ, đám mãnh thú lần lượt nổ tung. Lăng Hàn không hiểu trận pháp hệ thống khác nhưng hắn là đại sư trong trận đạo, trận pháp nào đều có một điểm chung là có mức giới hạn cao nhất. Khi người đánh phá giới hạn cao nhất thì trận pháp sẽ tự nhiên bị phá giải. ầm um, đại trận tan vỡ, phương xa hiện ra một nam nhân mình trần, mặt thộn ra. Nam nhân có nghe lời giải thích của Lăng Hàn nhưng vẫn khó hiểu, gã như gặp quỷ. Đồ biến thái, nói thì đơn giản nhưng muốn ép trận pháp lên đến vượt cực hạn thì phải gánh chịu uy lực cực hạn của đại trận trước, mấy vị tộc lão cũng không thể làm được, chỉ có tộc trưởng đại nhân mới có thể người ngoại địa trẻ tuổi này có sức chiến đấu bằng tộc trưởng. chương 1782, phá trận, quá đáng sợ, lăng hàn túm người đó tới gần, người đã bị chó cắn sao, tại sao căm hận người xứ ngoài như vậy. Lăng Hàn đoán vậy vì nhóm đại hắc cẩu đều vào đây, bản tính tiện của con chó kia rất có thể cho nam nhân này ăn đau khổ cũng không lạ. Nam nhân đỏ mặt, bộ dạng quê quá hóa giận. Cái này, Lăng Hàn bật cười, hắn thật sự đoán chúng. Nam nhân giống to tấn công Lăng Hàn dồn dập, liều mạng với hắn không được cười, nhưng sức chiến đấu của nam nhân là đại thánh cấp, làm sao đấu với Lăng Hàn nổi. Lăng Hàn tùy ý nhấn một cái nam nhân bị đè dưới đất, giang hai tay hai chân. Nam nhân kiêu căng nói, mau thả ta ra, nếu không các ngươi đều phải chết. Vì đang ở địa bàn của triệu tộc, trong lãnh địa của mình thì gã sợ ai. Trong tộc có 27 cường giả đỉnh cửu hoàn, chọn đại một người đi ra đủ ngang sức với thanh niên ngoại địa này. Lăng Hàn mỉm cười nói, tù nhân mà dám kiêu ngạo, xem ra ngươi chưa ăn trái đắng. Ta hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó, không thì. Ha ha, ngươi tự cầu phúc đi. Nam nhân giống to, ngươi dám, đại trận đã tan vỡ, trong tộc chắc chắn có người chạy tới ngay, gã ngán ai. Lăng Hàn cười nói với thiên phượng thần nữ, lòng ngữ san. Các nàng quay đầu đi, thiên phượng thần nữ làm theo, lòng ngữ san tò mò hỏi. Tại sao, duệt, Lăng Hàn chỉ một cái, quần dưới người nam nhân rách toạc, từ mình trần biến thành trần chuông lòng ngữ san vội quay đầu đi mặt đỏ rực nàng rất muốn nhéo đau lăng hàn nam nhân xanh mặt lắp bắp ngươi ngươi làm cái gì đường đường là cường giả cửu hoàn vậy mà bị người xé rách quần áo lộ ra thứ xấu xí gã xấu hổ muốn chết lăng hàn bình luận nhỏ tiểu cốt lặp lại nhỏ nam nhân sắp xỉu bị trần chuồng trước công chúng chả là gì còn bị người ta bình phẩm cậu nhỏ các ngươi quá đáng còn chơi kiểu hát bè phản đối nhục nhã người tàn ác còn hơn con chó hoang kia lăng hàn mỉm cười nói bây giờ chịu trả lời chưa ha ha nếu không ngoan thì tiếp theo không phải bình phẩm mà sẽ treo ngươi lên đưa về trong tộc cho mọi người quan sát bảo kiếm của ngươi nam nhân run giọng nói đừng nếu làm vậy thì sau này gã còn mặt mũi nào gặp người vậy thì ngoan ngoãn trả lời đi lăng hàn thản nhiên nói ngươi ở đây gặp được mấy nhóm người từ ngoài đến nam nhân mất đi ý chí chống cự trả lời nhanh có một nhóm lăng hàn hỏi gồm những ai rất nhiều, ít nhất cỡ 100 người. Kể ra cụ thể, nghe nam nhân tỉ mỉ nói một lần Lăng Hàn mới biết 4 năm rưỡi trước nhóm nữ hoàng đã tới đây, quả nhiên toàn là mấy thánh vương cấm địa đi chung, còn một số tiểu bối khác cộng lại khoảng 100 người. Đại Hắc Cầu cũng ở trong đó, bọn họ giống như 6 người Lăng Hàn đoạn đầu đi xuôn sẻ nhưng đến đây thì bị ngăn lại. Đại Hắc Cầu và nam nhân xung đột, nó lặng lẽ lẻn vào trong trận cắn mông gã thành ba mảnh. Trải qua giao thiệp đám người nữ hoàng được cho đi, nam nhân thì cam thù người ngoại địa tột đỉnh. Giờ nhóm Lăng Hàn rơi vào tay gã nên muốn làm khó dễ, kết quả ăn trái đắng lần thứ hai. Các cường giả triệu tộc đã chạy tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn năm người Lăng Hàn. Người từ ngoài đến, các người rất quá đáng. Triệu tộc xuất động 6 cường giả, đây chưa phải toàn bộ thực lực của bọn họ, phỏng chừng cho rằng bấy nhiêu đây đủ chấn áp nhóm Lăng Hàn rồi. Lăng Hàn thầm khó chịu, hắn liếc mắt qua nói, các người tốt nhất đừng chọc ta, không thì người nằm xuống đâu không chỉ có một mình hắn sáu người quát nạt, can rỡ, tuy bọn họ không phải đẳng cấp tộc lão nhưng đều là cường giả trung cửu hoàn, sánh bằng cường giả thánh vương sơ kỳ thậm chí trung kỳ. Sáu người tấn công Lăng Hàn, bắn hắn lại, Lăng Hàn vì tay túm nam nhân dậy nắm mắt cá chân của gã, biến gã thành vũ khí ném hướng sáu cường giả. Vèo, Lăng Hàn múa người kêu vù vù, nam nhân sợ hãi mặt xanh mét vội vận chuyển lực lượng chạy toàn thân, nếu đụng phải cùng tộc thì gã bị vỡ thành bột phấn. Sáu người kia nhảy vọt ra ngoài tránh cho ngộ thương tộc nhân, bọn họ kích tướng, chiến đấu mà giữ con tin thì có gì hay ho. Lăng Hàn thét dài, liên quan gì các ngươi. Lăng Hàn cầm, vũ khí to, lao vào sáu người, dùng nam nhân như thanh kiếm. Ông ong 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 Lăng Hàn thật sự vận chuyển ra kiếm khí bắn ra từ cơ thể nam nhân. Nam nhân khổ muốn chết, dù gã dốc hết sức vận công bảo vệ nhưng sao chịu nổi kiếm ý của Lăng Hàn, thoáng chốc ra chóc thịt bong, máu me nhảy nhụa. Lăng Hàn đánh sướng tay, ném nam nhân sang bên, hắn lao vào sáu người. Bùm 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 bùm, quyền đấm cước đá, rất nhanh lăng hàn trấn áp sáu người. Cực nhanh của hắn vốn không ai trốn thoát được, tiểu cốt đứng bên cạnh nghiêng đầu xem, bây giờ nó là miếng bọt biển không ngừng hấp thu tất cả, ở trong lòng nó lăng hàn có sức ảnh hưởng lớn nhất, khiến nó từng hành động đều bắt trước hắn. Lăng hàn khoanh tay đứng, đã gây sự đến mức này thì hắn sẽ không rút tay về. Một lúc sau lại có cường giả của triệu tộc chạy đến, lần này đông hơn, cỡ trăm người. Lăng Hàn phải cảm khái một câu, Nơi này có thật nhiều cao thủ, trăm người đều là cường giả cửu hoàn, có mười mấy người cửu hoàn đen như mực, đến đỉnh Thánh Vương. Mấy nhiều kẻ thù không độ trời chung, mắt tiểu cốt xanh ngắt, may mắn nó nhớ kỹ lời Lăng Hàn dặn nên cúi gằm mặt không nổi điên lên, không để ai thấy nó khác lạ. trí tuệ của tiểu cốt càng lúc càng cao, ngày càng nhân tính hóa. Một lão nhân đầu đội mũ lông chim dài năm trước mở miệng nói: "Thả người ta, mũ lông chim của lão nhân dài nhất, chắc là tộc trưởng của Triệu tộc." mặt lão lạnh băng, mắt chất chứa lửa giận như sấm sét. Lăng Hàn lắc đầu nói, lão già, ta không thích nghe giọng điệu ra lệnh đó, hãy sửa lại thái độ rồi nói chuyện tiếp. Một tộc lão tấn công, muốn chết, ầm, bàn tay to vươn ra, các hoa văn màu đen nổi lên, mơ hồ thấy trời trăng sao, khác hẳn công pháp của cổ giới. Lăng Hàn đấm một cú, rằng co kịch liệt không khoan nhượng. Bùm, va chạm một đòn rồi tộc lão kia lảo đảo, biểu tình ngạc nhiên. Tộc lão cho rằng hơi thở của Lăng Hàn yếu hơn mình nhiều, lúc trước đã đánh nhau với người ngoại địa rồi, tuy hai bên không chung một hệ thống tu luyện nhưng tộc lão phán đoán được. Cú va chạm này khiến tộc lão rất bất ngờ, đối phương không yếu hơn gã chút nào. chương 1783 tiền chuộc, tộc trưởng triệu tộc hắng giọng khổ, tộc trưởng giơ tay nhấn không khí ra hiệu tộc lão kia đừng tấn công nữa. Người từ ngoài đến, nếu các người muốn mượn đường thì được rồi, lập tức thả người và xin lỗi chúng ta, kèm theo lễ xin lỗi các tộc lão la lên, tộc trưởng, làm như vậy quá hời cho bọn họ, tộc trưởng triệu tộc lắc đầu, nhỏ giọng nói, lấy việc lớn làm trọng, gần đây bọn họ đang tích lũy chờ đánh nhau với lang tộc, vào phút then chốt này không ai muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vì lang hàn đã chứng minh thực lực của hắn không thể xem thường. Các tộc lão bực tức nhưng không phản đối nữa, bọn họ thầm quyết định chờ khi nào nhóm lang hàn quay về sẽ cho biết tay. Muốn thăm dò bí mật tận cùng thượng du, nằm mơ, tổ tiên các tộc sớm thăm dò chỗ đó rồi, nhưng không được phép tới gần, cứng rắn xông vào chỉ có đường chết, nên đám người ngoại địa như Lăng Hàn chỉ đành trở về đường cũ. Bọn họ nhìn Lăng Hàn, coi như đám người này may mắn có thể sống thêm vài ngày. Lăng Hàn lắc đầu nói, các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không phải đến mượn đường. Bảy người này hiện tại là con tin của ta, các ngươi nói cái giá đi, giá cả vừa lòng ta sẽ trả lại cho các ngươi. Nếu không thì giết chết ngay bây giờ, bảo đảm tươi mới. Ngươi dám chấn lột chúng ta? Tất cả cường giả Triệu tộc nổi giận, tộc trưởng cũng sắc mặt âm trầm lộ ra sát ý. Lúc trước tộc trưởng nhường bước không phải vì sợ Lang Hàn mà không muốn phá hỏng bài bố công kích Lang tộc. Ngươi muốn chết sao? Tộc trưởng Triệu tộc mất kiên nhẫn lạnh lùng nói. Bắt lấy, một tộc lão bước ra, "Lão Lục, chúng ta cùng nhau lên đi, gã là thất tộc lão của Triệu tộc, là huynh đệ ruột của Lục tộc lão." Hai người liên hợp ăn ý nhất, Lục tộc lão bước ra, "Được, hai người đứng sóng vai bên nhau." ánh mắt lạnh băng nhìn Lăng Hàn chằm chằm, mặt không biểu tình như đang nhìn người chết. Lăng Hàn mỉm cười, thi triển đại thần thông bất động minh vương kim thân, sáu cánh tay cùng thò ra túm sáu con tin dưới đất lên làm binh khí. Đến đây đánh đi, cái này, người quá vô sỉ, lấy con tin làm vũ khí, bắt hai người thì thôi đi, người túm cả sáu. Nếu không phải ngươi chỉ có sáu cánh tay có khi nào cũng chộp luôn người cuối cùng không? Ý nghĩa này cũng nổi lên trong đầu Lăng Hàn, hắn nghĩ nếu có thể diễn hóa thêm bốn cánh tay vậy có thể tiến thêm một bước, khiến số lượng lên sáu, tám hay thậm chí nhiều hơn nữa không? Có thể thử một lần, có lẽ phải trả giá vô số thời gian nhưng rất đáng để thử. Lục tộc lão, thất tộc lão ném chuột sợ vỡ đồ, cứ thế không dám ra tay, sững sờ nhìn Lăng Hàn. Chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ đến vậy, Lăng Hàn nói, không đánh thì thương lượng tiền chuộc đi, nếu quá thấp đừng trách ta giết con tin. Cường giả triệu tộc mặt xanh mét, dù trong tộc bọn họ dễ ra cường giả nhưng hiếm ai đến cử hoàn là nhân tài không thể bị tổn thất được vì hạ du còn có bộ tộc khác như hổ rình mồi thực lực của họ hơi yếu một chút sẽ bị tấn công không chút nương tình để thay thế vị trí một số bộ tộc thua trận lùi xuống hạ du một số bị tiêu diệt biến mất trong dòng sông lịch sử tộc trưởng triệu tộc mở miệng nói 100 gốc thần dược đỉnh cấp tộc trưởng triệu tộc vung tay phải tới trước ném ra một đống thần dược vì rất nhiều nên chỉ thấy ánh sáng thần tính đan xen vào nhau Lăng Hàn khịt mũi nói: Các ngươi nghĩ ta là ăn mày sao, lấy thứ như vậy đuổi ta đi? Những thần dược này cao nhất chỉ được thập lục giai, Lăng Hàn chợt xé một cánh tay trên người con tin xuống ném hướng các cường giả Triệu tộc. Với cường giả thì gãy tay mọc ra cái mới dễ như chơi, nhưng Lăng Hàn làm như vậy là nói cho bọn họ biết hắn chẳng sợ gì. Hắn dám xé tay thì tiếp theo dám bẻ cổ. Tộc trưởng Triệu tộc lạnh lùng hỏi, đã rất tức giận: Ngươi muốn cái gì, chỉ cần cứu về con tin là gã sử làm thịt Lăng Hàn ngay tạm giác chiến tranh với lang tộc sang một bên triệu tộc chưa từng bị ai ăn hiếp như vậy nếu không chút ra cơn tức này thì bọn họ khỏi phải lăn lộn nữa tộc lão khác cũng cùng ý tưởng giờ ngươi cứ hoành hành đi lát nữa cho ngươi khóc lang hàn ngẫm nghĩ nói mười gốc thánh dược tộc trưởng triệu tộc lắc đầu nói không thể nào đua ngươi tưởng thánh dược là rau dại sao dù sản vật chỗ này phong phú nhưng thánh dược vô cùng quý giá lang hàn nhân nhượng bảy gốc vừa lúc mỗi người đền một gốc các ngươi đừng nói một thánh nhân không bằng một gốc thánh dược cường giả triệu tộc biết thánh nhân ý là cường giả cửu hoàn bọn họ sẽ không nói cửu hoàn không bằng thánh dược tuy có sông lớn trợ giúp nhưng rất khó khăn để thành tựu một cường giả cửu hoàn có thánh dược trợ giúp thì khả năng thành công tăng cao rất nhiều cường giả triệu tộc dứt khoát nói tối đa chỉ một gốc trong tộc chỉ có ba gốc thánh dược và chỉ là trung thánh dược lang hàn nhìn biểu tình của đối phương liền biết đây đã là cực hạt nếu không phải bọn họ ý định trao đổi con tin xong sẽ cướp về thánh dược thì còn lâu mới đồng ý nhường nhịn. Lang Hàn cười nói, một gốc thánh dược quá ít, vào thêm sáu khối thánh liệu. Tổ cha ngươi, cương giả triệu tộc nổi giận, ngươi không biết khách sáo là gì, tưởng thánh dược và thánh liệu có đầy đường sao. Tộc trưởng triệu tộc trầm ngâm rồi gật đầu nói, được rồi, tộc trưởng triệu tộc không chịu giao nhiều thánh dược ra vì sợ bị Lăng Hàn ăn mất, dù giết hắn mổ bụng ra cũng không lấy lại thánh dược được, tổn thất quá lớn thánh liệu thì khác, ngươi có thể ăn nó sao? Đừng nói ăn, ném cũng không sứt mẻ được, đưa cho ngươi thì có sao, tay trái dao, tay sau lấy lại là xong. Các tộc lão cũng nghĩ đến điều này nên không phản đối nữa. Tộc trưởng triệu tộc khoe ra một gốc thánh dược, sáu khối thánh liệu. Giao dịch đi, tộc trưởng triệu tộc dùng hồn lực trói tất cả lại đẩy hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn dùng nguyên lực cột bảy con tin đẩy hướng tộc trưởng triệu tộc. Hai bên cùng lấy, Lăng Hàn lập tức thu thánh dược và thánh liệu vào hắc tháp có thêm một gốc thánh dược hỗ trợ sẽ rút ngắn thời gian hắn bước vào đại thánh gấp mấy lần. Chỉ cần lăng hàn vào đại thánh vị, nguyên cổ giới có ai đánh lại hắn. Tộc trưởng triệu tộc lao lên trước nhất, ra tay, tộc trưởng triệu tộc công kích lăng hàn, vận chuyển hồn lực. Toàn thân tộc trưởng triệu tộc nổi lên các ký hiệu màu đen khác hẳn với cổ giới, có thể tưởng tượng nếu gã rời khỏi đây sẽ bị thiên địa bài xích cỡ nào. chương 1784, trao đổi, người minh giới chạy đến thần giới còn bị diệt hết quy tắc minh giới, huống chi đây là hệ thống tu luyện hoàn toàn khác hẳn. Có lẽ đây là vì sao bí cảnh mở ra nhiều năm nhưng không có dân bản xứ nào rời đi. Rời khỏi đây thì cường giả cửu hoàn sẽ không chịu nổi một kích, vì lực lượng của bọn họ sẽ bị giảm dần. Tiểu cốt phát ra tiếng giống tức giận, ô ư ư, rất nhiều cường giả trước mắt đều lộ ra hơi thở khiến tiểu cốt căm hận, nó sắp đến bờ vực không kiềm chế nổi nữa. Ông ong 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 ong, tiểu cốt phát ra ánh sáng lục tấn công tộc trưởng triệu tộc. Cường giả triệu tộc kinh kêu, ánh sáng lục, kẻ hủy diệt, gần đây có tin đồn là kẻ hủy diệt trong truyền thuyết đã xuất hiện. Triệu tộc không tin, cho rằng đấy chỉ là lời nói vớ vẩn truyền từ thượng cổ. Nhưng giờ thì đã trở thành sự thật trăm phần trăm, bọn họ tràn đầy sát khí, giết, trong truyền thuyết người có thể vận dụng ánh sáng lục sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho tất cả bộ tộc. Lăng Hàn nói với ba người thiên phượng thần nữ, các người lui ra, tránh cho bọn họ bị triệu tộc bắt giữ lấy đó uy hiếp hắn. Ba người thiên phượng thần nữ lùi lại, biết, bọn họ đều là thánh nhân, nếu chuẩn bị sẵn sàng vì thời co giò chạy, trừ người thi triển cực nhanh như Lăng Hàn ra không ai có thể uy hiếp đến bọn họ. Lăng Hàn và Tiểu Cốt cùng nhau kịch chiến với cường giả triệu tộc. Cường giả triệu tộc đông hơn viên tộc rất nhiều, chỉ tính sức chiến đấu đỉnh Thánh Vương đã có hai mươi mấy người, cộng thêm rót lực lượng vào thì sức chiến đấu càng đáng sợ nữa. Dù là trùm như thanh vũ Thánh Vương cũng sợ hoảng hồn, chỉ có nước quay đầu trốn. Nhưng so với lúc đánh nhau ở viên tộc thì Lăng Hàn đã mạnh lên rất nhiều, từ trung thánh trung kỳ cực độ bước hướng đỉnh trung thánh, sức chiến đấu bằng đỉnh thánh vương, cộng thêm sát trận thì hắn hơn xa đỉnh thánh vương bình thường. Tiểu cốt dốc hết sức ứng đối, nó lấy ra chân thân, một khúc xương trắng sáng bóng phát ra ánh sáng lục, có sức sát thương đáng sợ. Dù Lăng Hàn lấy hết thủ đoạn ra thì hai người vẫn rơi vào thế yếu. Số lượng cường giả của đối phương quá đông, gần như biến chất, thậm chí nhiều thánh nhân tham gia vào chiến đấu, đại trận được sửa lại, tình thế càng lúc càng tệ cho Lăng Hàn, tiểu cốt lòng lăng hàn máy động hắn lùi ra sau thi triển thiểm kích không ai ngăn được lăng hàn hắn vươn tay đẩy hướng ba người thiên phượng thần nữ lăng hàn dặn dò đừng chống cự câu này là nói với long ngữ san veo veo thiên phượng thần nữ vô tướng thánh nhân được thu vào hắc tháp long ngữ san thì không nàng là thánh nhân bản năng chống cự người khác lăng hàn lười nói nhiều trực tiếp chấn xỉu long ngữ san bóp nát không gian thần khí của nàng thả long hương nguyệt ra không đợi đối phương nói gì hắn làm y như lúc nãy chấn xỉu đối phương rồi thu hai nữ nhân vào hắc tháp nếu long hương nguyệt biết sẽ rất bực mình vì lăng hàn có làm gì với nàng thì nàng sẽ không chống cự lăng hàn giết về quát tiểu cốt đừng chống cự lăng hàn cũng muốn thu tiểu cốt vào hắc tháp nhưng không được vì hắn không thể dùng thần thức bao vây nó giống như người tiểu cốt đầy gai nhọn đụng vào sẽ khiến hắn bị tương tiểu cốt hoang mang nhìn lăng hàn tại sao hắn bảo đừng chống cự nó không nghe hiểu lăng hàn nhướng mày nói đi câu này thì tiểu cốt hiểu nó lập tức chạy theo lăng hàn tiểu cốt đáng yêu nhưng không ngốc nó phân biệt được mạnh yếu không đánh lại được tất nhiên bỏ chạy sau này trở về lấy lại những gì đã mất sau lăng hàn kéo tiểu cốt thì triển điện thiểm nhanh chóng phá vòng vây hàng trăm sức chiến đấu thánh nhân vây khốn cũng vô dụng trước cực nhanh của lăng hàn thì đông người mấy đều vô nghĩa đằng sau là tiếng gầm giống tràn đầy tức giận của các cường giả triệu tộc a à, đã đến mức này rồi còn để người chạy mất lăng hàn thầm cười nhạt Lần này hắn chạy nhưng chờ khi hắn tiêu hóa gốc thánh dược bước vào đại thánh vị rồi hắn sẽ mạnh mẽ trở về, khi đó đám rùa các ngươi chờ ăn đòn đi. Cắt đuôi truy binh rồi lăng Hàn dặn tiểu cốt chờ một bên, hắn vào trong hắc tháp. Thiên Phượng thần nữ, vô tướng thánh nhân chạy lại, "Lăng Hàn." Lăng Hàn gật đầu nói, "Ta bế quan một lúc." Lăng Hàn đến bên dưới luân hồi thụ, lập tức lấy gốc thánh dược ra ăn. Ong 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 ong, đại đạo kết hợp với Lăng Hàn, không ngừng hiểu ra. Thần dược là thứ rất kỳ lạ, Bản thân không có sức chiến đấu gì, ngẫu nhiên toát ra kịch độc hoặc ảnh hưởng không gian để bảo vệ chính mình, loại thánh dược nào đều chưa từng được gọi là cường giả. Đương nhiên nếu thần dược thông linh khai hóa linh trí, đi lên con đường tu luyện thì là câu chuyện khác. Thần dược có lợi ở chỗ sinh ra tuân theo thiên địa, ẩn chứa mảnh nhỏ quy tắc đại đạo, trợ giúp phó giả ngộ đạo. Đương nhiên tăng cao tích lũy nguyên liệu cũng có nhưng không quan trọng bằng lĩnh ngộ cảnh giới. Tác dụng lớn nhất của thánh dược là ngộ đạo, nay tu vi của Lăng Hàn đã đến đỉnh trung thánh mấy ngày nay hắn luôn tu luyện ở nơi có linh khí đầy đủ, hắn đã tích lũy đủ rồi. Cánh cửa lĩnh ngộ mở ra, hắn có thể đột phá. Bên dưới luân hồi thụ, Lăng Hàn luyện hóa dược lực, đại đạo hóa thành sông dài hiện ra trong thức hải của hắn. Lăng Hàn không ngừng lĩnh ngộ, linh pháp hiển hiện cho sông đại đạo của hắn rong chơi. Lang Hàn tích lũy cảnh giới càng lúc càng bền chắc, khi bên ngoài đã qua 10 ngày thì hắn bỗng ra khỏi hắc tháp. Thật ra Lăng Hàn đã ngộ đạo ngàn năm, có thánh dược trợ giúp hắn được cảm ngộ đủ rồi ong 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 ong, lôi vân ập đến, tia chớp bùa răng, tình hình khiến người dựng đứng lông tơ. Tiểu thánh kiếp của lang Hàn bằng đại thánh kiếp, trung thánh kiếp bằng thánh vương kiếp, giờ thì sao? Thiên địa trong thần giới có giới hạn cao nhất, không thể vô hạn tăng cao uy lực của thiên kiếp, chỉ có thể lên đến đỉnh thánh vương. Không thể tăng về chất thì đổi thành lượng, đùng đùng đùng, trong phút chốc 10 tia chớp dáng xuống hóa thành 10 người khổng lồ. Mỗi người khổng lồ có ký hiệu đại đạo quấn quanh, chúng xông vào Lăng Hàn, có sử dụng điện mâu, có sử dụng lôi kiếm không chút nương tay sát phạt. Lăng Hàn không sợ, hắn dẫn lôi vào người rèn luyện thần cốt. Lăng Hàn linh cảm trong thần giới sẽ là lần cuối hắn nâng cấp thần cốt, nếu hắn độ thánh vương kiếp tại đây thì uy lực thiên kiếp không đủ trình độ khiến khí lực của hắn lên cao một bậc. Phải là lực lượng thiên kiếp trong tiên vực. Chương 1785, đại thánh trở về. U u ư, tiểu cốt luôn ngồi chờ đợi bên cạnh, Lăng Hàn kêu nó chờ thì nó sẽ ngoan ngoãn chờ. Thấy thiên kiếp xuất hiện tiểu cốt không sợ như người bình thường mà hào hứng lao lên, dường như rất có hứng thú với thiên kiếp. Miễn tiểu cốt không quấy dày thì thiên kiếp sẽ phất lờ nó, làm nó rất khó chịu. Tại sao những người tia chấp không chơi đùa với nó? Lang hàn nói, tiểu cốt, lui ra ngoài. Lang hàn lôi kéo lực lượng lôi đình, thần cốt trong người đang tiến lên cao độ hướng đệ nhị thập giai thần thiết. Nếu thành công thì khí lực của hắn sẽ cứng rắn nhất thần giới, dù là một đống đỉnh thánh vương cùng tấn công hắn cũng không sợ. Muốn tổn thương Lăng Hàn chỉ có thể dùng lực lượng quy tắc từ từ luyện hóa hắn. Tiểu cốt hú ớ rồi lùi ra khỏi phạm vi của Thiên Kiếp. Lăng Hàn đón đánh Thiên Kiếp, thần cốt vốn đã gần đến đệ nhị thập giai nên chỉ rèn luyện một lúc liền hình thành biến chất. Đệ nhị thập giai, Lăng Hàn không dừng lại mà tiếp tục hấp thu lực lượng Thiên Kiếp, để thần cốt càng cứng rắn hơn thẳng tiến chuẩn tiên kim. Cái gọi là chuẩn tiên kim tức là lấy đệ nhị thập giai thần thiết làm cơ sở, từng tầng chồng lên nhau khiến chất tăng cao một tầng lầu. Vẫn xếp tầng phân chia chất lượng trồng lên hai tầng là chuẩn tiên kim nhất tinh, cứ thế suy ra. Chuẩn tiên kim thập tinh là trồng một khối đệ nhị thập giai thần thiết xếp lên một tầng. Đây không đơn giản là trồng lên mà là dung hợp từ căn bản, trong người có ta, trong ta có ngươi. Hơn nữa phải là thần thiết khác nhau mới dung hợp được, cùng một loại thần thiết không thể dung hợp. Ba canh giờ qua đi, Lăng Hàn không rèn luyện thần cốt nữa vì đã đến cực hạn, dưới vòng trời này chỉ có thể đến trình độ chuẩn tiên kim nửa tinh, không đến một tinh. Đã đi, Lăng Hàn lao hướng lôi vân muốn lấy dịch lôi kiếp, trong phút chốc thiên địa tức giận, các người tia chấp khổng lồ đỉnh Thánh Vương xuất hiện chặn đường Lăng Hàn. Nhưng chúng nó chẳng là cái thá gì với Lăng Hàn hiện giờ. Bùm 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 bùm, Lăng Hàn như xe tăng hạng nặng nghiền áp, người tia chấp khổng lồ bị đụng tan nát, dù chúng có thể tái tạo cơ thể nhưng Lăng Hàn không thèm quan tâm. Người có nhiều hơn nữa thì sao, vẫn đụng nát như thường. Càng lúc càng nhiều người tia chấp khổng lồ xuất hiện nhưng bị quy tắc thần giới hạn chế, đỉnh Thánh Vương là cực hạn, cùng lắm là tăng số lượng vô hạn. Nhưng gặp quái thai như Lăng Hàn, số lượng không có nghĩa lý gì với hắn. Ngươi không thể phá phòng ngự của ta thì thì nhiều hơn một ức, trăm ức, ngàn ức cũng không làm được gì. Lăng Hàn giết vào trung tâm lôi vân, đằng trước lại xuất hiện một tế đàn. Lăng Hàn nghênh ngang đi tới lấy hết dịch lôi kiếp trong lỗ hõm. Lôi vân bỗng tan biến, thật ra lôi vân chưa được nửa ngày, nhưng còn ý nghĩa gì đâu, lực lượng cực hạn nhất không thể tổn thương Lăng Hàn, thiên địa hết hứng, khó xử hắn a à, sao có cảm giác bắt nạt người khác lăng hàn gãi đầu mọi người nhắc đến thiên kiếp là sợ run cầm cập còn hắn thì sao làm thiên kiếp chưa đến thời gian đã sợ chạy lăng hàn đáp xuống đất thả thiên phượng thần nữ vô tướng thánh nhân cô cháu long ra ra khỏi hắc tháp long ngữ san long hương nguyệt còn đang hôn mê lăng hàn dùng nguyên lực chấn nhẹ mới cùng lúc tỉnh lại long ngữ san kinh kêu lăng hàn ngươi làm gì ta Long ngữ san không biết mình hôn mê bao lâu nên sợ trong lúc này Lăng Hàn có sảm sỡ gì mình không. Long hương nguyệt thì mắt sáng lấp lánh, nàng rất hy vọng Lăng Hàn đã làm gì mình. Lăng Hàn cười xòa, đi, chúng ta giết trở về. Long ngữ san thấy Lăng Hàn không trả lời thì hét chói tai. Lăng Hàn, ta đang hỏi chuyện ngươi, ánh mắt Lăng Hàn lạnh lẽo, ong 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 ong, uy áp đáng sợ ập đến, chân Long ngữ san mềm nhũn ngồi bệch dưới đất. Khách sáo với nàng mà nàng không biết điều bắt đầu từ bây giờ chúng ta mỗi người một ngả. Long Hương Nguyệt vội nói, Lăng Hàn, đừng trách tiểu cô của ta, tiểu cô chỉ mạnh miệng chứ không có ác ý. Long Ngữ San cắn chặt môi, tính cách của nàng tử sĩ diện tuyệt đối không cúi đầu. Lăng Hàn lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết, tuy hắn được đối phương tặng cho một sừng rồng nhưng đã giải quyết hôn sự thay nàng, Lăng Hàn còn vì vậy kết thù không đội trời chung với Khai Vân Cấm Địa. Nếu không phải Lăng Hàn vốn muốn xử lý Khai Vân Vương thì ai đi làm mua bán như vậy? lăng hàn không nợ long ngữ san cái gì người có tính tình địa tiểu thư cứ tìm đại ai mà khoe ra ta không hầu hạ lăng hàn xoay người đi vô tướng thánh nhân thiên phượng thần nữ không để ý tới long ngữ san gật nhẹ đầu với long hương nguyệt rồi đi theo lăng hàn chỉ có tiểu cốt không biết gì ô a à một tiếng rồi chạy theo lăng hàn lăng hàn mới đi lên bờ sông không lâu thì gặp đoàn người triệu tộc từ khi gặp kẻ hủy diệt thì triệu tộc dứt khoát từ bỏ ý định tấn công lăng tộc còn liên lạc với lăng tộc hai bộ tộc lớn phái ra cường giả tìm kiếm tiểu cốt trong khu vực rộng lớn này. Lăng Hàn chỉ là hàng đính kèm tiện tay giết, trong tổ huấn của mỗi bộ tộc đều có chỉ thị liên quan kẻ hủy diệt, phải không tiếc mọi giá trừ khử. Đoàn người triệu tộc có tổng cộng 10 người, một cường giả cửu hoàn dẫn đội. Khi phát hiện Lăng Hàn thì bọn họ giật nảy mình, không ngờ đối phương tùy tiện chạy ra. Cường giả cửu hoàn sửng sốt sau đó mới ngửa đầu hú dài, phát ra tín hiệu triệu tập. Lăng Hàn không ngăn cản, vừa lúc kêu hết người tới cho hắn một lưới bắt hết chốc lát sau các bóng người bay tới đều là cường giả cửu hoàn nhiều hơn nữa là cao thủ thất hoàn bát hoàn từ bốn phương tám hướng chạy tới bọn họ đến không phải để bao vây tiếu trừ lăng hàn tiểu cốt mà chỉ đang trợ giúp tìm kiếm một tộc lão của triệu tộc xanh mặt nói tốt lắm bia không trốn thoát nên đi ra chịu chết lăng hàn liếc mắt qua cười nói người chưa đến đủ chờ chút đi một cường giả tấn công thứ vô tri Hồn lực ngưng tụ thành con voi đen to nghiền áp Lang Hàn. Gã là một cường giả của Lang tộc, chưa đánh với Lang Hàn, gã cho rằng một bàn tay có thể đập chết tiểu nhân vật như vậy. Lang Hàn lắc người né một kích kia, thản nhiên nói: "Con người của ta luôn thích nói lý, thích cho người cơ hội lựa chọn một lần. Hiện tại không muốn đối địch với ta lập tức lui lại, không thì chờ ta ra tay những người có mặt ở đây đều là kẻ địch của ta." Người Triệu tộc, Lang tộc cười nhạt, "Tu vi tương đương với Cửu Hoàn Hậu kỳ mà dám hoanh hoang như thế?" chương 1786, nên đến lượt ta đúng không? Thượng, cường giả lang tộc lạnh lùng nói, ta cũng cho ngươi một lựa chọn, quỳ xuống dập đầu 100 cái sẽ trừ mạng quèn của ngươi lại. lang Hàn khẽ thở dài, biết không, ngươi rất phiền, lang Hàn búng tay, vèo, một luồng kiếm quang bay ra, tốc độ nhanh kinh người, không ai phản ứng lại kiếm quang đã xuyên qua sau gáy cường giả lang tộc bay ra. Cường giả lang tộc vẻ mặt hoang mang, đôi mắt nhanh chóng mất đi ánh sáng, gã mềm nhũn ngã dưới đất, máu tuôn ra như suối, đã chết. Ui, toàn trường tĩnh lặng, đây là cường giả đỉnh cửu hoàn, bị một kích diệt gọn, cái này rất là sợ chết người. Sao có thể như vậy? Rõ ràng chỉ người có ánh sáng lục mới là kẻ hủy diệt, chỉ cần thừa dịp y không lớn mạnh giải quyết sạch sẽ là khỏe, tại sao tên này càng đáng sợ hơn nữa? Mọi người lập tức lùi một bước, có kẻ nhát gan đã giết the thế co giò bỏ chạy. Ánh mắt lang hàn lạnh băng, hắn đã cho đám người này cơ hội rồi. Các ngươi muốn giết người thì phải chuẩn bị tâm lý bị giết lại, trên đời sao có chuyện hời như thế. lang Hàn liên tục búng tay, các luồng kiếm khí dao động. Người hai bộ tộc triệu, lang lần lượt gục ngã, có cường giả giống to, tụ tập lại, lời này nhắc nhở mọi người tụ tập lại với nhau, nhưng trong quá trình có một nửa người đã chết. Không thể nào, tộc lão triệu tộc kinh kêu, 10 ngày trước hắn còn bị chúng ta truy sát chạy chối chết, hiện tại làm sao trở nên lợi hại vậy được. Người lang tộc thì miếu, bọn họ không nên tham gia vào dòng nước đục này, liên quan quái gì đến họ. Làm sao bây giờ, các cường giả liên hợp cuối cùng ngăn lại công kích của Lăng Hàn, có khoảng 20 cường giả đỉnh cửu hoàn nên rất mạnh. Vẫn có người chạy tới, khi tộc trưởng của triệu tộc, lang tộc xuất hiện thì mọi người thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trụ cột tinh thần đã đến, lòng yên ổn. Tộc trưởng triệu tộc nhìn xác chết la liệt đầy đất thì mặt xanh mét. Tiểu tử này, nơi đây có ít nhất một nửa là tinh anh của triệu gia, bây giờ bị tàn sát gần hết sau này đừng nói đánh chiếm lang tộc rất có thể bị bộ tộc trung du đẩy ngã tộc trưởng triệu tộc giống lớn ầm um, tộc trưởng triệu tộc dẫn động lực lượng toàn bộ tộc vào cơ thể điên cuồng tăng cao sức chiến đấu từng phù văn màu đen tuôn ra khỏi cơ thể tộc trưởng triệu tộc hóa thành các sợi xích màu đen tộc trưởng triệu tộc giống to chết đi những sợi xích màu đen len keng bắn nhanh hướng lăng hàn muốn xuyên thủng người hắn lăng hàn lười né mặc cho mớ xích oanh kích đinh 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 đinh, đinh xích đập vào người lăng hàn bắn tung tóe hỏa hoa không thể tổn thương hắn một ly cái gì cường giả hai bộ tộc mới yên lòng quân lại rất xuống đáy vực công kích cuồng bạo như vậy mà không thể đánh phá phòng ngự của lăng hàn làm người ta tuyệt vọng tộc trưởng triệu tộc cắn răng xiềng xích như rắn quấn chặt lăng hàn từng sợi từng sợi quấn chỉ chừa cái đầu hắn lộ ra ngoài tuy bọn họ có hệ thống tu luyện khác nhưng cũng cần tích lũy lực lượng phân hồn cảm ngộ đại đạo chẳng qua không tham mộ quy tắc của cổ giới mà là quy tắc trong con sông lớn những xiềng xích này tộc trưởng triệu tộc ngộ quy tắc biến ra, đến đỉnh cửu hoàn. Tộc trưởng triệu tộc tin tưởng Lăng Hàn tuyệt đối không tránh thoát được. Ai kêu tiểu tử này sơ ý, tộc trưởng triệu tộc hét to, mau ra tay đi, bản tổ đã trói chặt hắn. Giết, tộc trưởng lang tộc và cường giả hai bộ tộc cùng lao vào Lăng Hàn, lúc này hắn mang đến uy hiếp cho họ đã vượt qua tiểu cốt, phải oanh giết hắn. Tiểu cốt tức giận gầm giống sông lên, ô ô, ô vô tướng thánh nhân, thiên phượng thần nữ thì không nhúc nhích. Một vì hai người đi lên là tự chịu chết, hai vì tràn đầy niềm tin vào Lăng Hàn, hắn làm như vậy tất nhiên tự tin trăm phần trăm. Khoảng 40 cường giả đỉnh cửu hoàn áp sát, đánh ra công kích mạnh nhất của mình vào Lăng Hàn. Khóe môi Lăng Hàn cong lên, lúc trước trong thiên kiếp có bao nhiêu đỉnh thánh vương. Nhiều hơn các người gấp mấy lần, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng giải quyết hết. Bùm 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 bùm, vô số công kích đổ ra, mặt đất run rẩy. Nếu không phải đây rất có thể là một phần của tiên vực thì mặt đất không chịu nổi dù vậy vẫn có nhiều bùn đất bay lên che dập trời. Liên tục oanh kích 10 giây mới lục tục có người dừng tay, khi người cuối cùng ngừng công kích thì cho bụi dần rơi xuống, tầm nhìn lại rõ ràng. Khi thấy rõ, mọi người gần như tuyệt vọng, Lăng Hàn vẫn bị xích chói, dáng vẻ nhàn nhã. Nếu không phải xích chói hắn đã rách nát thì ai tin được mới rồi hắn bị 40 cường giả đỉnh cửu hoàn oanh kích. Lăng Hàn cười hỏi, đến lượt ta đúng không? Lăng Hàn hơi gồng sức, xích chói hắn đứt ra từng khúc, Lăng Hàn mặc áo xanh, bộ dáng phiêu giật, tiêu sái. Cường giả hai bộ tộc ra đầu tê dại, cảm giác khí lạnh chạy dọc thân thể làm bọn họ suýt xỉu. Tiểu tử này thật sự là con người sao? Bị bốn người cường giả cửu hoàn cùng oanh kích mà không bị gì hết. Tổ huấn nói người có thể vận dụng ánh sáng lục là kẻ hủy diệt, nhưng các lão tổ tông không thấy hết thiên cơ. Không phải kẻ có ánh sáng lục mang đến hủy diệt mà là người đi cùng. Lăng Hàn sải bước tiến lên, áo xanh bay bay nhưng mặt thì đầy sát khí. Lăng Hàn không bao giờ lạm sát, nhưng nếu bị người đạp trên đầu thì tuyệt đối không nương tay. Tộc trưởng Lang tộc lạnh lùng nói, người từ ngoài đến, người muốn đối địch với toàn bộ đại hà tộc sao? Biểu tình của tộc trưởng Lang tộc rất bình tĩnh, nhưng ai đều nghe ra giọng gã hơi run. Sức mạnh thế này đã vượt xa tộc trưởng Lang tộc tưởng tượng, không có chút khả năng tương đương. Lăng Hàn mỉm cười nói, người đã nói sai, nên nói là đám đại hà tộc các người muốn đối địch với ta sao? Nếu đúng thì ta sẽ một tay xóa sổ. Bá khí, thiên phượng thần nữ, vô tướng thánh nhân đứng ở phía xa biểu tình kích động. Thiên phượng thần nữ rất muốn lao vào vòng tay lăng hàn. Tuy người trong thiên hạ, ngô không màng, tộc trưởng triệu gia lớn tiếng nói, lúc này tuyệt đối không thể yếu thế được. Đại hà tộc chúng ta sừng sững bao nhiêu ức vạn năm, một người ngoại địa như sao có thể nói xóa sổ liền xóa. Bọn họ không chỉ đại biểu triệu gia, lang tộc mà là nguyên đại hà tộc, không thể mất cốt khí. Lang hàn quay đầu nội ý với tiểu cốt, tiểu cốt, tại sao ba chữ đại hà tộc làm ta cảm thấy đặc biệt buồn nôn. Tiểu cốt nghiêng đầu ú ớ một lúc, cảm thấy biểu đạt không đủ nên nhái lời. Tiểu cốt, tại sao ta cảm, chương 1787 nên đến lượt ta đúng không? Hạ, rõ là miệt thị, các ngươi nói một lần không đủ còn muốn học vẹt một lần. Cương giả hại bộ tộc biểu tình lạnh lùng, đại hà tộc có cốt khí của nó, tuyệt đối không thể vì kẻ địch quá mạnh mà trùn chân, trong tổ huấn của bọn họ chỉ có thua tự sát chứ không có đầu hàng. Tộc trưởng Triệu ra dùng thần thức truyền âm, "Lão Cửu, thập nhất, thập thất, chờ lát nữa bắt đầu chiến đấu các ngươi vừa đánh vừa vòng hướng hai người kia. Bắt bọn họ để uy hiếp người ngoại địa này." Tộc trưởng Triệu ra khóe mắt liếc qua Thiên Phượng thần nữ, vô tướng thánh nhân. "Nếu dùng hai người này uy hiếp được Lăng Hàn tự chói tay chân là tốt nhất, kém lắm thì buộc hắn lùi lại. Nếu vẫn không được vậy cho hai người kia chôn cùng bọn họ." Ba cường giả đỉnh cửu hoàn gật đầu nói, "Tuân lệnh." Tộc trưởng Lang tộc cũng ra lệnh giống như vậy đây là hy vọng duy nhất lật ngược bàn cờ của họ tộc trưởng lang tộc hét to một tiếng dám ô nhục đại hà tộc vĩ đại chúng ta các người đều phải chết tộc trưởng lang tộc vung tay lên mang theo tất cả cường giả lang tộc công kích lang hàn triệu gia không ngăn cản cường giả toàn tộc xông lên theo bọn họ biết công kích như vậy vô ích với lang hàn bọn họ chỉ muốn thừa dịp chiến loạn để mấy người bất ngờ vòng ra sau lang hàn bắt lấy thiên phượng thần nữ vô tướng thánh nhân lang hàn tùy ý búng tay bóc 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 mỗi bắn một luồng kiếm khí là có một người nổ đầu thần hồn đều diệt cường giả hai tộc giống to a à, những người này đều là cường giả cửu hoàn hai tộc tích lũy vô số năm mới được như vậy nhưng giờ thì sao bị giết như sắt sau nhưng bọn họ cũng bất đắc dĩ chỉ đành dùng nhiều mạng người hơn yểm hộ bên ta đánh bất ngờ rất nhanh bọn họ nhe răng cười vì đã có bốn người vòng ra sau lưng lăng hàn tuy đám người hai người bất hạnh bị oanh giết thành công ngay trước mặt bốn cường giả đều hành động giết bọn họ từ bốn hướng lao vào thiên phượng thần nữ vô tướng thánh nhân cố gắng phong tỏa đường chạy trốn của hai người ầm um, công kích đáng sợ phô thiên cái địa là sức chiến đấu đỉnh thánh vương lang hàn thi triển thiểm kích veo lang hàn xuất hiện trước mặt một kẻ đánh lén điểm một cái người đó nổ đầu thành cái xác không đầu lang hàn lắc người đuổi theo kẻ đánh lén thứ hai lặp lại y như cũ người đó bị oanh giết rồi tới người thứ ba lăng hàn chạy tới người đánh lén thứ bốn túm cổ đối phương nhấc bổng lên lúc này người đánh lén thứ bốn cách thiên phượng thần nữ cỡ ba trượng cường giả hai tộc cảm thấy hoa mắt sau đó thấy ba cường giả bị oanh giết người cuối cùng bị lăng hàn chộp trong tay lăng hàn khịt mũi đây là tôn nghiêm của đại hà tộc các ngươi không dám chiến ngay mặt mà chỉ biết đánh lén lăng hàn vung tay phải ném người đánh lén bay hướng cường giả hai bộ tộc trả lại cho các ngươi có mấy cường giả định đón lấy nhưng tộc trưởng lang tộc kinh kêu mau tránh ra, muộn rồi, trong thân thể người đánh lén hiện ra một quả cầu ánh sáng. Bùm, quả cầu nổ tung bắn ra vô số kiếm quang, vù 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 vù, kiếm quang ngút trời như bão tố rông gió, trong khoảnh khắc đã giết ngã một đống cường giả hai tộc. Chỉ còn tộc trưởng và giam ba người hai tộc còn sống, nhưng ai nấy đều bị thương rất thảm. Tộc trưởng triệu ra chỉ vào lăng hàn, khuôn mặt đầy căm hận. Ma, ma quỷ, lăng hàn lại giơ tay lên, ta không phải ma quỷ, chỉ tự vệ thôi, ai kêu các người hùng hổ dọa người. Lại mấy luồng kiếm quang chém ra. Bum 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 bùm Đám cường giả còn sống sót cũng bị xóa sổ. Tiểu cốt bất mãn, ư u ô, tại sao không chờ mấy tên cho nó. Lăng hàn cười cười nhìn tiểu cốt, dù đã vào đại thánh vị, đã vô địch trong cổ giới nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấu nó. Thực lực của tiểu cốt tuyệt đối không phải trình độ biểu hiện ra ngoài mà cao hơn rất nhiều, nhưng dường như lực lượng khủng bố kia bị phong ấn, không thể tự do vận chuyển xét nhà đi bốn người đi triệu ra trước rồi đến lang tộc hốt hết tích lũy vô số ức năm của hai bộ tộc Lăng hàn không quá vừa lòng vì cộng lại chỉ được năm thánh dược Thiên Phượng thần nữ cười nói người quá tham lam dù là cấm địa cũng chỉ có hai ba gốc thánh dược Lăng hàn gật đầu hắn ôm eo nhỏ của Thiên Phượng thần nữ cười nói Phượng Nhi chúng ta hiện tại xem như đại công cáo thành hay là hôn một cái cố gắng sinh khỉ con đi Thiên phượng thần nữ bật thốt đáng ghét dù thiên phượng thần nữ và lăng hàn kết thành phu thê đã bao nhiêu thì vẫn dễ xấu hổ lăng hàn chỉ đùa thiên phượng thần nữ chưa tìm được nhóm người nữ hoàng thì hắn sao có tâm tình làm chuyện khác bọn họ đi qua lang tộc tiếp tục tiến lên trước phương xa long ngữ san nói khẽ với long hương nguyệt đi thôi chúng ta trở về long hương nguyệt thẫn thờ nhìn bóng lưng lăng hàn nàng cảm giác lần này là vĩnh biệt với thực lực hiện tại của lăng hàn đã có thể nghiền áp tất cả Lăng Hàn không thích giết chóc nên mỗi khi đến một nơi hắn sẽ mượn đường trước, nếu đối phương thân thiện thì mọi người đều vui, nếu đối phương cứ phải khó xử thì hắn không khách sáo nữa. Giết người chứ có gì ghê gớm, tưởng hắn không biết làm sao. Khi Lăng Hàn diệt thêm cường giả của hai bộ tộc, nguyên bộ tộc thượng, Hạ Du bị giết sợ. Lăng Hàn đi đến đâu bọn họ đều vô cùng cung kính, không nhắc gì đến kẻ hủy diệt nữa. Lăng Hàn không muốn gây hấn, tộc quần này không thể rời khỏi bí cảnh nên sẽ không gây rắc rối gì cho cổ giới hắn không cần xuống tay giết làm gì cuối cùng bọn họ đi qua bộ tộc cuối điền tộc đằng trước rất gần đến nguồn sông lớn phía trước đã là đường cùng càng đến gần thượng nguồn sông lớn thì trong nước sông ẩn chứa lực lượng tinh hoa càng nhiều cùng lúc đó sức sát thương cũng đáng sợ hơn sóng vỗ bờ nếu bị nước sông bắn chúng thì cường giả cửu hoàn cũng thành cho nên dù là điền tộc mạnh nhất cũng không dám lên cao hơn nếu không đó là tự tìm đường chết tại đây lăng hàn gặp người quen Nơi này có mấy vương giả trẻ tuổi của tinh xa võ Việt, không phải đám thủ lĩnh nhâm phi vân mà là vương giả tam giai. Thánh nhân che chở người có hạn, muốn mang theo người có tiềm lực lớn nhất chứ không phải hiện tại tu vi cao nhất. Lăng Hàn thấy hồng ma, thiên hạ đệ nhị, tử thần phong, thiên kiêu của mấy cấm địa, cộng lại khoảng 60 mấy người. chương 1788, tiên thiên thông linh quả. Khi đám người thấy Lăng Hàn thì vội chào Lăng Sư Huynh, bọn họ không biết Lăng Hàn đã thành tựu đại thánh, sức chiến đấu nghiền áp tất cả thánh nhân không thì dù bọn họ là quen biết cũ cũng không dám ở vị trí ngang hàng với hắn lang hàn gật đầu nói còn người khác đâu có người trả lời ở sát địa phía trước lang hàn hỏi kỹ mới biết phía trước điền tộc là con sông cực kỳ đáng sợ mặt đất xung quanh cũng đầy sát khí nhưng trên mảnh đất như vậy mọc một gốc tiên dược tiên dược tiên thiên thông linh quả trong tiên vực thì nó vẫn tính là bảo dược vô thượng nuốt tiên dược như thế vào sẽ khiến thể chất tương thông với thiên địa thành tựu đạo thể trong truyền thuyết. Cái này có ích lợi gì? Tương thông với thiên địa bản thân chính là hóa thân của quy tắc, tu luyện không gặp bình cảnh, miễn tích lũy lực lượng là cảnh giới cứ tăng vù vù. Đương nhiên vì tiên thiên thông linh quả sinh trưởng khác năm mà tiến cảnh tăng tiến cũng bị hạn chế, có người chỉ đến chảm chân, có người chỉ đến phân hồn, có người đến tiên phủ. Nghe nói tiên thiên thông linh quả năm tuổi lâu nhất khiến người đến nguyên cảnh, nhưng chưa nghe nói qua có ai thành tựu tiên vương. Thế nhưng vậy là đủ rồi, tiên nhân có thọ nguyên vô hạn, miễn lĩnh ngộ cảnh giới không có bình chứng thì tích lũy lực lượng mất bao nhiêu năm. Đám người nữ hoàng, thánh vương cấm địa đang nghiên cứu làm sao vào sát địa hái tiên dược. Điền tộc không biết đã bao nhiêu đời thử qua, đã bỏ cuộc. Đương nhiên nếu nhóm nữ hoàng lấy được tiên dược thì chắc chắn điền tộc sẽ cướp giật. Hiện giờ không có tranh giành ích lợi, điền tộc không muốn trở mặt với nhiều cường giả, nên cho phép bọn họ tạm trú tại đây. Dù sao hệ thống tu luyện khác nhau, chẳng sợ bị cướp tài nguyên lăng hàn ngẫm nghĩ quyết định lập tức đi sát địa xem thử nhiều năm rồi lăng hàn rất nhớ nương tử cũng nhớ huynh đệ lăng hàn dẫn theo thiên phượng thần nữ vô tướng thánh nhân tiểu cốt lên đường tử thần phong sung phong dẫn đường dọc đường đi tử thần phong ngập ngừng muốn nói mặt nhăn nhó lăng hàn không chịu nổi hỏi ngươi muốn nói cái gì tử thần phong nói lăng sư huynh có chuyện này ta phải nói cho sư huynh biết nhưng sư huynh dáng bình tĩnh lăng hàn tùy ý gật đầu rồi hiện tại lăng hàn không cần tức giận vì chuyện này gai mắt thì san bằng thôi trước thực lực tuyệt đối có chuyện gì không dàn xếp được sao tử thần phong nói lúc chúng ta vào đây gặp một cường giả rất trẻ tuổi nhưng đã tu đến đỉnh thánh vương các đại nhân đều hết sức khách sáo với hắn tử thần phong tạm dừng sau đó nói thánh vương trẻ kia dường như rất ái mộ loạn tinh sư tỷ lăng hàn bật cười tên này sợ hắn ghen đánh nhau với thánh vương trẻ đó sức hấp dẫn của nữ hoàng không ai cưỡng lại được Lăng Hàn đã học được kiềm chế, không thì ai nhìn nương tử của hắn là hắn ghen thì sẽ chua chết luôn. Lăng Hàn tuyệt đối tin tưởng vào nữ hoàng, dù có nhiều người hết sức ưu tú hơn nữa theo đuổi nàng cũng vô ích. Đương nhiên người mến mộ là chuyện của ngươi, bị từ chối còn mặt dày mày dạn thì hắn không khách sáo. Lăng Hàn hoàn toàn không để bụng, ta biết, tiểu cốt sục dịch, gặp người mới thì xúc động học vẹt bùng nổ không thể khóa lại. Nhưng tiểu cốt nhớ Lăng Hàn có dặn nhái lại người ta là không tốt nên dáng nhịn, nhịn đến bức bối. Nửa ngày sau bọn họ đến gần khối sát địa, quả nhiên chưa tới nơi liền cảm nhận khí sắc bén ập vào mặt, làm mặt mỗi người như bị dao cắt. Tử thần phong dừng bước nói, lăng sư huynh, chỗ này là cực hạn của ta, không thể tiến thêm một bước. Tử thần phong không tầm thường, gã ở đây 5 năm cảnh giới tăng mảng lớn, bước vào hàng hà cảnh đỉnh cực vị. Với tu vi như thế đi đến nơi này đã không uổng cái danh vương giả. Lăng hàn cười nói, không sao, lăng hàn mở ra hộ thuẫn nguyên lực bảo vệ tử thần phong, lúc trước lăng hàn không sử dụng nguyên lực chỉ dùng khí lực của mình đối kháng nhưng cứng cỏi hơn hộ thuẫn của bất cứ thánh vương nào tử thần phong cực kỳ giật mình ngơ ngẩn nhìn lăng hàn các thánh vương cũng không thể làm được chiêu này bọn họ chỉ mở ra hộ thuẫn để mình đi tới nên gã không biết phía trước có cái gì lăng hàn không chỉ bảo vệ tử thần phong thiên phượng thần nữ và vô tướng thánh nhân cũng có phần tiểu cốt thì không cần lăng hàn lo nó rất kỳ lạ đi thôi bốn người tiến lên tiểu cốt đi sau cùng nghiêng đầu nhìn quanh mắt hấp hái tia sáng lục như thể nơi đây có cái gì khiến nó phản ứng đi tiếp nửa canh giờ trông thấy ba mươi mấy người đứng đằng trước nữ hoàng lang hàn chỉ nhìn một cái liền nhận ra ngay dù ở chỗ nào nữ hoàng luôn bắt mắt nhất như trăng sáng trong đàn sao mặt trời dâng lên trong bóng đêm nữ hoàng ngạo nghễ đứng thẳng khi không có mặt lang hàn thì nàng kiêu hãnh nhất uy nghiêm nhất phong thái như vậy hấp dẫn người muốn chết làm người ta cam lòng quỳ gối dưới chân nàng nguyện ý dâng lên hết thảy một người trẻ tuổi đứng bên cạnh nữ hoàng chỉ cách ba thước thánh nhân khác bao gồm tinh sa đại thánh đứng cách nữ hoàng ba trượng nên rõ ràng hai người không đứng quá gần lại như một cặp như có cảm ứng tâm linh nữ hoàng chợt ngoái đầu lại khuôn mặt xinh đẹp việt trần nở nụ cười vui vẻ nữ hoàng nhảy người lao vào ngực lăng hàn người trẻ tuổi đứng cạnh nữ hoàng lộ sắc mặt âm trầm lăng hàn ôm chặt eo nữ hoàng xoay mấy vòng sau đó hôn nồng cháy từ biệt tám năm nhớ muốn chết nữ hoàng cũng nhiệt tình đáp lại kiêu ngạo lạnh băng rút đi hết, trở thành yêu tinh nhiệt tình hòa tan người, mỗi tấc thân thể thoát ra vẻ quyến rũ làm người ta không chịu nổi. Tiểu cốt nghiêng đầu nhìn, không kiềm được đi tới bắt trước lang hàn muốn ôm. Lang hàn vội ngăn cản, ngừng ngừng ngừng, đây là nương tử của ta, người đừng học theo. Tiểu cốt giờ chẳng những thích học vẹt còn thích bắt trước từng hành động, bình thường thì không sao nhưng là phu nhân thì. Ha ha, bỏ đi, tiểu cốt hoang mang ú ớ, nó thấy uất ức, nữ hoàng tò mò hỏi, hắn là ai, tại sao giống Lăng Hàn như đúc? Sau này nói đi, Lăng Hàn nắm tay nữ hoàng đi hướng tinh xa đại thánh, cười hỏi. Các vị có phát hiện gì không? Tinh xa đại thánh, minh tâm thánh nhân, mười thánh võ viện đều có mặt. Cả đám lắc đầu, cười khổ nói. Tiên dược ngay trước mặt nhưng không thể lấy vào tay được, thật khiến người buồn bực. Đại hắc cầu chạy tới gần, gâu, tiểu hàn tử, thấy bổn tỏa còn không mau mau lại đây hành lễ. Trường 1789, lại một khách tiên vực đại hắc cầu trông thấy tiểu cốt bỗng dựng đứng lông đen. Quái vật, đại hắc cầu nhảy cẫng lên nha răng nanh, tiểu cốt thấy thú vị, bắt trước kêu. Quái vật, đại hắc cầu giận, ngươi mới là quái vật, tiểu cốt hăng hái bắt trước, ngươi mới là quái vật, đừng bắt trước lời của bổn tòa, đừng bắt trước lời của bổn tòa, ngươi là đồ ngu không biết nói, ngươi là đồ ngu không biết nói. Mặc cho đại hắc cầu nói cái gì tiểu cốt sẽ học lại từng câu giống y, mặc cho đại hắc cầu thay đổi tốc độ nói chuyện lúc cao lúc thấp thì tiểu cốt vẫn học theo kịp. Một lát sau đại hắc cầu đứt dây thần kinh, nó nằm bẹp dí dưới đất, hai lỗ tai cụp xuống, không thấy cho rồi. Lăng Hàn cười phá lên, hiếm khi thấy đại hắc cầu thua đấu võ mồm, thật là sung sướng lòng người. Tiểu cốt thì cười khờ ngốc, ô u ư, ư, thánh vương trẻ tuổi đến gần, các hạ là Lăng Hàn, rất trẻ, chỉ khoảng mấy vạn tuổi nhưng đã vào sáng thế cảnh, còn là sáng thế cảnh đỉnh đại viên mãn. Lăng Hàn liếc mắt qua, thầm ngạc nhiên vì hắn cảm ứng hơi thở của thánh vương trẻ này khác với của thánh vương khác quy tắc viên mãn, giống như hàn kỳ, tiên vực trẻ đến từ tiên vực. Hèn gì còn trẻ vậy đã trở thành đỉnh thánh vương, được tài nguyên tiên vực bồi dưỡng thì không mau sao được. Nhưng không bằng hổ nữ, chỉ 5 năm hổ nữ đã là sáng thế cảnh. Lăng Hàn nhìn đối phương, hỏi, ta tên Lăng Hàn, các hạ xưng hô thế nào? Thánh vương trẻ tuổi kiêu ngạo nói, bàng chân, đương nhiên rồi, gã đến từ tiên vực, tất cả mọi người ở đây cộng lại không quý giá bằng một ngón tay của gã. Nếu không phải chỗ này có một gốc tiên dược, có nữ hoàng đẹp tựa tiên nữ thì bàng chân cần gì lãng phí 5 năm tại đây. Lăng Hàn khẽ ừ rồi lơ đẹp, ngươi 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 ngươi, bàng chân thầm tức giận, thái độ của ngươi như thế là sao? Chỉ là đại thánh bình thường mà dám vênh mặt với gã. Khoan, tim bàng chân rất cái bịch, đại thánh trẻ vậy, bàng chân không nhìn thấu Lăng Hàn nhưng có thể kết luận lửa sinh mệnh của đối phương tối đa chỉ thiêu đốt một ngàn năm. Cái này, cổ giới bình thường mà có yêu nghiệt vậy sao? Bàng chân nhìn hướng nữ hoàng, gia nhân này cũng đến đỉnh trung thánh, sức chiến đấu sánh bằng đỉnh thánh vương. Cổ giới bị gì vậy? Chuyên đào tạo yêu nghiệt sao? Thánh vương các cấm khu trào lăng hàn, lăng đạo hiếu, khi bọn họ phát hiện tu vi của lăng hàn đã vào đại thánh thì vừa kinh vừa mừng. Mừng là bọn họ có thể đi vào tiên vực ngay, kinh vì mới qua vài năm lăng hàn đã đến độ cao như thế, tưởng tượng cứ như nằm mơ. Lăng hàn gật đầu, hắn không phải loại người vì có năng lực nghiền áp tất cả cường giả mà trong mắt không người, hắn cười chào hỏi các thánh vương. Lăng Hàn nhìn phía trước, hỏi, không hái được gốc tiên dược đó. Một thiếu niên đi tới nghênh ngang nói, hoàn toàn không thể làm được. Lăng Hàn nhìn đối phương, ngươi là, thiếu niên nhảy cẫng lên khó chịu la lên. Đệt, bổn tọa là lôi hỏa đại đế đây. Lăng Hàn cười to bảo, mấy năm không gặp đã lớn rồi. Lôi hỏa đại đế bực bội nói, phi, đừng nói buồn nôn như thế. Lúc bổn tọa tung hoành thiên hạ thì lão tổ tông của ngươi không biết ở đâu bú sữa. Lăng Hàn tiếp tục đề tài lúc trước, tại sao không thể làm được, quy tắc nơi này quá đáng sợ, sáng thế cảnh không thể sánh bằng. Lôi Hỏa Đại Đế nghiêm túc nói, bây giờ còn đỡ, nhưng tùy thời có bão quy tắc cuồng bạo quét qua, bổn tọa phòng Trừng Tiên phủ cảnh cũng sẽ bị thổi chết. Lăng Hàn giật nảy mình, Tiên phủ cảnh đứng ở bậc thang thứ ba trong tiên vực, trên nữa là thang nguyên và tiên vương. Nếu bão quy tắc có thể thổi chết tiên phủ cảnh thị lực lượng cao nhất nơi này ít nhất cỡ thang nguyên cảnh một cổ đại bị trục xuất mà xuất hiện lực lượng ít nhất cỡ thăng nguyên cảnh thật khó tin bên kia bàng chân sắc mặt âm trầm gã muốn giết người gã là thiên tri kiêu tử của tiên vực nhưng giờ nhiều người vậy mà toàn quay quanh lăng hàn nữ nhân gã thích cũng lao vào vòng tay hắn hừ những người này chẳng qua muốn vào tiên vực nên mới nịnh bợ người trẻ tuổi này bàng chân động ý niệm gã có thể chờ lúc thích hợp thả tin ra gã chẳng những có thể mở cánh cửa tiên vực gã vốn là hậu đại một thế lực lớn trong tiên vực sáng thế cảnh bình thường các ngươi vào tiên vực chỉ là con kiến, không dựa vào thế lực lớn làm sao sống nổi. Nhưng bàng chân không dám mang người vào tiên vực, vì đây là luật thép của tiên vực. Nếu bị phát hiện tự ý mang người vào tiên vực sẽ bị thế lực cấp tiên vương xử đẹp, nhổ nguyên gia tộc. Trước kia từng xảy ra chuyện này, một thế lực thăng nguyên cảnh có một tiểu bối vào cổ giới rèn luyện kết nghiệt duyên, gã cũng ác bỏ lại nữ nhân kia, chỉ mang theo đứa nhỏ vào tiên vực. Kết quả thế nào, Sơ sẩy bị người phát hiện đứa nhỏ sinh ra trong cổ giới, kết quả nguyên thế lực bị hủy diệt trong một đêm. Thế lực thăng nguyên cảnh, nên bàng chân cùng lắm giờ cờ khoe có thể vào tiên vực để giành được yêu thích với lăng hàn, còn về mang người vào tiên vực. Ha ha, chém đầu gã cũng không dám làm, đám nhà quê này không biết tiên vực quản lý, vượt biên, nghiêm khắc cỡ nào. Tiên thiên thông linh quả, lôi hỏa đại đế liếm môi, nếu là đẳng cấp thăng nguyên cảnh thì nó là trí bảo vô thượng với bổn tọa. Cầu ra, đều là của cậu ra. Đại hắc cầu sủa thằng nhóc nhà ngươi có biết kính lão tôn hiền không? Lôi hỏa đại đế cười khẩy nói, chưa thấy hiền đâu nhưng thấy một con chó già vô sỉ. Đại hắc cầu cắn lôi hỏa đại đế, dám làm nhục bổn tọa gâu, lăng hàn mặc kệ hai đứa quậy đó, hắn nhìn đằng trước. Khói đen bốc lên từ lòng đất, rất là tĩnh lặng, cách mười dặm mọc một gốc thực vật tỏa ra đạo quang dịu dàng. Tiên thiên thông linh quả, hóa thân quy tắc thiên địa, về mặt lý luận thì giá trị vượt qua bất cứ loại tiên dược. Đương nhiên nếu người xui xẻo gặp tiên thiên thông linh quả không đủ năm tuổi chỉ có thể tăng lên tới chảm trần thì đành khóc. Tiểu cốt nhìn phương xa, nhưng không phải xem tiên thiên thông linh quả mà là chỗ xa hơn nữa. Ô ư ư, thật ra qua trăm dặm thì thị lực của các thánh cũng không thấy gì, chỉ mơ hồ thấy khói đen bốc lên, còn lại một mảnh mông lung. Nhìn một lúc tiểu cốt biến sắc mặt, đôi mắt bắn ra tia sáng lục lộ vẻ tức giận. Tiểu cốt hét to rồi sông lên trước, chương 1790, nguồn sông lớn. Lăng Hàn không kịp ngăn lại, hắn muốn đuổi theo nhưng phát hiện trong lúc chạy khói đen hóa thành đao kiếm gây uy hiếp đáng sợ cho hắn, cực nhanh của thiểm kích không thể phát huy hiệu quả vốn có. Lăng Hàn không ngăn kịp, tiểu cốt như cơn gió đã lao đi xa. Nó, chắc sẽ không đi chịu chết, Lăng Hàn từ từ lùi lại, tại đây khí lực của hắn không giúp ích gì, vì đại năng tiên phủ cảnh cũng có thể bị chém chết. Khí lực chuẩn tiên kim nửa tinh bình thường như hắn có là gì? Ui, các thánh vương kinh kêu, vì tiểu cốt đã lao ra sáu, bảy dặm, hoàn toàn vượt qua cực hạn của bọn họ. Có lẽ tên này có thể hái được tiên dược, mọi người mừng rỡ, miễn hại xuống tiên dược là bọn họ có thể hy vọng cướp lấy, không thì chỉ biết đứng yên nhìn. Nhưng rất nhanh mọi người kinh kêu, nguy rồi, cơ thể tiểu cốt tan rã, không chịu nổi sát địa phá hoại. Lăng Hàn không quá lo, cơ thể này là tiểu cốt diễn hóa ra, chân thân của nó là một khúc xương. Miễn chân thân không bị hỏng thì có thể tùy ý biến ra thân thể lộp bộp, từng miếng thịt trên người tiểu cốt sắt xuống, rất nhanh chỉ còn khung xương chạy nhanh. Tiểu cốt đã chạy tới gần tiên dược, khiến mọi người bất ngờ là tiểu cốt không dừng lại, nó tiếp tục lao nhanh tới trước. Cái này, mọi người ngạc nhiên, người trả ái lớn như vậy mà không chịu hái tiên dược trên đường đi, bị mù sao. Tiểu cốt còn đang chạy, từng khúc xương trên người nó rất xuống, chỉ còn lại một khúc là chân thân của nó. Khúc xương tỏa ánh sáng lục lấp lánh lao vào khói đen minh mông vượt qua trăm dặm không ai thấy tiểu cốt được nữa, mất tâm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mặt ngu ngơ, đây là cái quỷ gì? Lăng Hàn nhớ ra tiểu cốt và dân bản xứ nơi này như nước với lửa, xét cho cùng vì hệ thống tu luyện của họ, tất cả đến từ sông lớn. Nói chính xác hơn là đầu nguồn sông lớn, giờ tiểu cốt đang lao về hướng đó, không ai thấy tình huống, chỉ có thể chờ đợi. Qua ba ngày, phương xa lấp lánh ánh sáng lục, rất nhanh tiểu cốt xuất hiện. Ánh sáng lục bao trùm toàn thân tiểu cốt, nó vẫn chỉ là một khúc xương đang lao nhanh ra khỏi khói đen. Tiểu cốt đến trước mặt Lăng Hàn thì đứng lại, mọc ra thịt rồi phát ra tiếng u ơ yếu ớt, ngất xỉu. Tiểu cốt đã đến cuối con sông chưa? Nếu rồi thì nó gặp gì ở đó? Trông như tiểu cốt trải qua trận huyết chiến bị thương rất nặng, đã kiệt sức. Mọi người rất tò mò, nhưng tiểu cốt không tỉnh lại nên không hỏi gì được. Lăng Hàn hỏi tiểu tháp, ngươi biết chuyện này là sao không? Tiểu tháp trầm ngâm dây lát mới trả lời. Đây là hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, ta chưa từng nghe thấy. Tu luyện khác nhau đối ứng với hoàn cảnh thiên địa khác nhau, rất kỳ dị. Lăng Hàn lại hỏi, ngươi có thể sử dụng lực lượng hắc tháp để ta vào khu vực này không? Tiểu tháp vẫn chua ngoa như cũ, nếu ngươi thấy mình sống đủ lâu rồi thì thử đi. Lăng Hàn không để bụng, nếu không đã bị tiểu tháp chọc tức chết từ lâu. Lăng Hàn lại hỏi, tiểu cốt thì sao, ngươi nhìn thấu chi tiết của nó không? Tiểu tháp lại trầm ngâm nói, có chút suy đoán, chắc liên quan tiên vương, cụ thể ra sao thì ta không rõ ràng, dù sao ta chưa phục hồi hoàn toàn. Liên quan đến tiên vương, lăng hàn giật mình sau đó gật gù, lôi hỏa đại đế nói khói đen này có thể xóa sổ cả tiên phủ cảnh, rất có thể là sức chiến đấu tiên vương. Tiểu cốt vào trong rồi ra được thì dính líu đến tiên vương cũng hợp lý. Ba ngày sau tiểu cốt tỉnh lại, dường như tiểu cốt đã quên mình bị thương, hăng hái reo lên. U o o, khả năng phục hồi cao thật, lăng hàn hỏi, tiểu cốt, người thấy gì bên trong, tiểu cốt cứ u ơ nó chỉ biết lặp lại còn chủ động nói thì toàn là u với ơ hùa tay múa chân nửa ngày không được gì mọi người nóng ruột nóng gan đại hắc cầu lẩm bẩm bồn tọa rất muốn cắn nó đại hắc cầu chỉ nói miệng chứ không dám làm thật ánh mắt nó sắc bén sớm nhận ra tiểu cốt không tầm thường lang hàn ngẫm nghĩ nói tiểu cốt người có biết cái này không lang hàn rút một phần trí nhớ diễn hóa ra tiểu cốt gật đầu u ơ ư tiểu cốt chỉ một cái có hình ảnh ký ức hiện ra lại đi lên chút nữa lại đi lên chút nữa rất nhanh cảnh tượng tiểu cốt lao vào khói đen hiện ra lang hàn không thúc giục tua ngược nữa hắn tập trung nhìn chăm chú những người khác cũng vậy bọn họ rất là tò mò trong khói đen ẩn giấu bí mật gì tận cùng sông lớn có cái gì tại sao một dòng sông mà sinh ra nhiều cường giả như thế thậm chí xuất hiện hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau tiểu cốt lao vào khói đen rất nhanh chỉ còn lại khúc xương tỏa ánh sáng trắng chống cự khói đen xâm thực một đường tiến lên nhưng tốc độ của tiểu cốt càng lúc càng chậm, khói đen tạo áp lực lớn cho nó. Khi tiểu cốt không chịu nổi nữa chỉ có thể quay lại thì con sông lớn đã đến cuối, đằng trước xuất hiện một bóng đen to lớn. Đó là, một xác chết, đây là một người khổng lồ, hình dạng giống người nhưng có hai cặp mắt trên và dưới, gần như dính sát vào nhau. Da y không đen, thật ra có màu vàng, giống kim loại. Nhưng trên làn da vàng có các ký hiệu đen, một ký hiệu đủ chân áp vạn cổ chư thiên, Khói đen vô tận phát ra từ người khổng lồ hóa thành một con sông lớn chảy xiết, người có máu chảy ra biến thành vật chất tinh hoa trong sông. Căn nguyên võ đạo trong bí cảnh này là một xác chết. Quá kinh người, chỉ uống nước sông lớn, tiếp xúc một chút ý chí võ đạo của người khổng lồ đã hình thành hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Nơi này tồn tại bao nhiêu năm rồi? Có ghi chép chính thức đều đến ngàn ức năm, ít nhất là ngàn ức năm, nhưng người khổng lồ vẫn đang chảy máu, xem bộ dạng hình như có thể tiếp tục chảy ngàn ức năm nữa. Tiếp theo là hình ảnh tiểu cốt chạy về, không có ý nghĩa gì. Mọi người không biết nên nói cái gì, bàng chân cũng bị rung động, gã hoàn toàn không ngờ nơi này xuất hiện thứ kinh người như vậy. Gã phải báo về gia tộc, có lẽ chỗ này có một vị tiên vương chết. Công pháp tiên vương, mắt bàng chân đỏ ngầu, nếu được công pháp tiên vương thì bàng gia sẽ một bước lên trời, từ thế lực nhị tinh lên tam tinh, tứ tinh, thậm chí thẳng đến ngũ tinh, trở thành đạo thống cấp tiên vương. Lăng Hàn gật đầu nói, "Tiểu cốt người có thể hái gốc dược đó về không? Lăng Hàn chỉ hướng tiên tiên thông linh quả, chương 1791, giao tiên dược ra. Ư ư ư, tiểu cốt lập tức co chân chạy ra ngoài, nó đào luôn đống đất dưới gốc tiên tiên thông linh quả lên rồi chạy về bên cạnh Lăng Hàn, đưa tiên dược đến. Mọi người thấy thế suýt la một tiếng, đổ ngốc, đây chính là tiên dược, tiên dược, người tặng tiên dược cho người, cái này, người ngốc hết thuốc chữa, không biết tiên dược quý giá. Hay là quá rộng rãi, nhà giàu mới nổi, chúng ta cũng làm bằng hữu đi. Bàng chân nhìn Lăng Hàn chằm chằm, đột nhiên nói, đưa tiên dược đây, bàng chân ra khỏi bí cảnh sẽ về tiên vực ngay bẩm báo cho đại lão trong gia tộc biết chuyện này, nhưng trước đó gã phải lấy được gốc tiên dược này đã. Nếu chờ đại lão trong gia tộc vào cổ giới thì dù tiên thiên thông linh quả không bị Lăng Hàn ăn cũng không thể rơi vào tay gã, sẽ bị đại lão gia tộc lấy mất. Có lẽ nhờ vào tiên dược này đột phá đến thăng nguyên cảnh thì sao? Xếp hàng cũng không đến lượt gã. Giờ thì khác, bàng chân chỉ cần lấy gốc tiên dược này sau đó diệt khẩu hết, ai biết gã chiếm tiên dược. Lùi một bước, dù bàng chân không diệt khẩu chỉ cần gã ăn tiên dược vào thì gia tộc chỉ có thể mặc nhận kết quả này, dốc hết sức bồi dưỡng gã. Nên bàng chân trở mặt ngay, đại hắc cầu nhảy ra góp vui. Đúng rồi, đưa đây, nó là của bổn tọa. Lôi hỏa đại đế không chậm chân, đưa cho bổn tọa tốt hơn. Một người một chó chen chân giảm mạnh hiệu quả uy hiếp của bàng chân, giống như trò đùa. Bàng chân hừ lạnh vươn tay ấn đại hắc cẩu, lôi hỏa đại đế. Cầm miệng cho ta, đại hắc cẩu, lôi hỏa đại đế vội nhảy vọt lên né tránh, chúng nó mới vào trung thánh, không đủ sức đấu lại một đỉnh thánh vương, đặc biệt khi thánh vương này nắm giữ quy tắc hai giới, sức chiến đấu càng mạnh. Bàng chân lại gầm lên, tấn công lăng hàn, giao ra, đám cường giả thanh vũ thánh vương tấn công, người quá đáng. Lúc trước bọn họ đứng chung trận tuyến với Lăng Hàn nên bây giờ vẫn nghiêng về phe hắn. Bàng chân cười khẩy nói một đám con kiến tưởng có thể ngang hàng với ta sao bùm 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 bàng chân liên tục đấm mấy cái đẩy lùi đám người thanh vũ thánh vương một trọi chín vẫn chiếm hết ưu thế không phải vì bàng chân có thiên phú yêu nghiệt hơn mà do gã nắm giữ đầy đủ quy tắc nên sức chiến đấu chiếm ưu thế đám người thanh vũ thánh vương giật nảy mình tuy lúc trước bàng chân có đánh nhau nhưng không dốc hết sức hóa ra thực lực của gã mạnh đến mức này bàng chân lại tiến lên một bước nữ hoàng phong hoa tuyệt đại đứng chắn trước mặt gã tư thái vô cùng kiêu ngạo bế nghế gã. Nữ hoàng phun ra một chữ, biến, bàng chân hừ mạnh, dù nữ hoàng đẹp tuyệt nhưng đã định trước không thể mang về tiên vực, chỉ có thể chơi qua đường tại đây. Nghĩ vậy bàng chân mất kiên nhẫn, gã lười dùng chiêu theo đuổi nữa, đây cũng là vì lăng hàn xuất hiện khiến gã biết mình không thể thành công câu mỹ nhân vào tay. Chiếm mỹ nhân này trước khi chưa đột phá chảm trần thì có thể thoải mái hưởng thụ, sau khi thành tựu chảm trần vị thì bàng chân khó xuống cổ giới thiếu tinh hoa thần tính bất tử không biết mất bao lâu làm gã giảm thọ nguyên, từ nay vô duyên với vĩnh sinh. Bàng chân lạnh lùng nói, ngữ điệu tràn đầy tự tin. Loạn tinh, nàng không đánh lại ta, tránh qua một bên. Nữ hoàng tấn công, muốn chết, chín phân thân đều hiện, các loại tiên pháp đánh ra, ghê gớm hơn đại thần thông bất động minh vương kim thân nhiều. lang Hàn chỉ có bốn cánh tay, nữ hoàng thì thêm chín phân thân và giống chủ thân y như đúc. Công pháp tiên vương không ghê gớm được sao? Âm âm ầm ầm âm. âm, âm các loại tiên pháp đánh hướng bàng chân như sóng thần, nhấn chìm gã. Bàng chân vừa giật mình vì thực lực của nữ hoàng vừa không e ngại kịch chiến với nàng. Gã mới là trùm trong trùm sáng thế cảnh, gã không sợ một trung thánh nho nhỏ. Cộng thêm ưu thế cao hơn nàng hai tiểu cảnh giới, bàng chân chỉ hơi chiếm ưu thế. Một vì nữ hoàng tu tiên vương pháp, sức chiến đấu vượt xa cùng đẳng cấp. Hai là nữ hoàng tu luyện hàng hà cảnh đến cực cảnh, một ngàn vạn ngôi sao, điều này tăng cao năng lực nghiền áp cùng đẳng cấp hai thứ cộng lại khiến nữ hoàng đấu với bàng chân không bị thua. Vẹn vẹn không bị thua, nhưng điều này đã làm đám thanh vô thánh vương trợn tròn mắt ốc bưu, lúc trước bọn họ biết nữ hoàng rất mạnh đủ sánh bằng bọn họ nhưng hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ vượt mặt mình. Cũng đúng, bọn họ không đánh lại một kích của bàng chân nhưng nữ hoàng có thể đấu với gã mà chỉ hơi bị yếu thế, điều này chưa đủ nói rõ vấn đề sao. Bàng chân lạnh lùng nói. Nàng rất mạnh nhưng không đánh lại ta, vì bàng chân có ưu thế cao hơn hai tiểu cảnh giới. Nữ hoàng lười trả lời, tuy sức chiến đấu của nàng kém hơn chút nhưng đừng quên có thể tách ra công kích nhận được, tương đương với tăng cao sức chiến đấu một tinh. Chưa chắc nữ hoàng thắng trận chiến này nhưng cũng không thua. Lăng Hàn cười nói, nương tử, để ta lên đi, chuyện đánh giết nên giao cho hắn, nữ hoàng đại nhân phụ trách ngạo kiều xinh đẹp như hoa là được. Nữ hoàng ngừng lại ngay, nàng quay đầu nhởn miệng cười với Lăng Hàn, tựa như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Lăng Hàn kiềm lòng không đậu tiến lên một bước ôm eo nữ hoàng, hôn môi son. Nữ hoàng nồng nhiệt đáp lại, tóc đen như thác rũ xuống. Đại hát cầu lẩm bẩm, khoe ân ái chết mới nhanh, lôi hỏa đại đế hùa theo. Cầu nam nữ, đại hát cầu nhảy cẫng lên cắn lôi hỏa đại đế. Gâu, ngươi dám mắng cầu ra, mặt bàng chân xanh mét, các ngươi đủ chưa? Lăng hàn phất lở bàng chân, tiếp tục hôn sâu kiều thê. Bàng chân hét to một tiếng, đáng chết, bàng chân nhảy vọt lên chộp hướng lăng hàn, gã muốn tiêu diệt nam nhân này. Lăng Hàn không thèm ngẩng đầu lên, tùy ý chỉ một cái, trong phút chốc kiếm khí quét qua kinh diễm không chung. Bàng chân biến sắc mặt vội dốc hết sức phòng ngự, ong 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 ong, trong cơ thể bàng chân tuôn ra từng luồng sáng vàng hình thành tấm thuẫn trước mặt, tấm thuẫn có một chữ, bàng. Bùm, kiếm khí đâm vào tấm thuẫn, thuẫn bị tước thành hai khúc. Kiếm khí không giảm uy thế tiếp tục chém, phập một tiếng ngực bàng chân phun máu, người bị đẩy lùi 17 trượng, hai chân kéo khe rãnh sâu dưới đất mới dừng lại bàng chân hộc ngụm máu, mặt trắng bệch sau đó đỏ rực. Phụt, bàng chân hoảng sợ nhìn Lăng Hàn, hoàn toàn không thể tin. Chỉ là một đại thánh sao có thể nhẹ nhàng đánh bại gã. Thật là vô lý, chương 1792, tự ăn trái đắng. Không lẽ, tim bàng chân rất cái bịch, người trẻ tuổi này tu ra một ngàn vạn ngôi sao rồi mới đột phá sáng thế cảnh. Nếu không thì cách biệt một tiểu cảnh giới, bàng chân không có lý do gì thất bại mà còn thảm vậy được. Không đúng, còn có nữ nhân kia, Bàng chân nhìn hướng nữ hoàng, mỹ nhân xinh đẹp này cũng tu ra một ngàn vạn ngôi sao rồi đột phá sáng thế cảnh, cho nên mới có thể đối kháng lại gã. Đám người thanh vô thánh vương nhìn cảnh này suýt quỳ xuống. Đúng như lúc trước bọn họ đoán, nếu Lăng Hàn bước vào đại thánh vị thì mạnh làm người ta giận sôi. Thử hỏi trong cổ giới còn ai sánh bằng hắn, Lăng Hàn ngước đầu lên, mặt nữ hoàng đỏ hồng xinh đẹp vô cùng, làm đám thánh nhân nhìn mà tim đập nhanh nhưng khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, không dám lộ ra khác lạ. Đua, Lăng Hàn bây giờ đã mạnh đến mức gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, ai dám mơ ước nữ nhân của hắn. Ngại sống lâu sao, huống chi bọn họ còn trông chờ vào Lăng Hàn dẫn bọn họ đi tiên vực. Bàng Chân cắn răng, tiên dược hấp dẫn rất lớn, gã không cam lòng bỏ qua. Bàng Chân bỗng móc một khối ngọc bội ra nói, "Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn giao tiên dược ra, nếu không ta bóp nát cấm khí này là tất cả các ngươi phải chết." Bàng Chân không hề hù dọa, khối ngọc bội này là gã được trưởng bối ban tặng sau khi bóp nát có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố nửa bước chạm trần. Mặc cho ngươi là thánh vương gì thì trước lực lượng nửa bước chạm trần đều bị nghiền nát. Lăng Hàn Hào hứng hỏi: A, à, đây là thứ gì? Bàng chân muốn điên, giờ là lúc tò mò vật phẩm sao? Tại sao nói chuyện với người này khó quá vậy? Bàng chân lớn tiếng nói: Đừng ép ta, đây là cấm khí, uy lực vô cùng, dưới chạm trần đều phải chết. Lăng Hàn lắc đầu nói: Ngươi nói nó có uy lực vô cùng liền thật sự vô cùng. Ta không tin, đệt, khóe môi bàng chân co giật, gã thật sự không muốn sử dụng cấm khí này, vì một khi kích phát chẳng những lăng hàn chết mà nữ hoàng cũng chết luôn, gã luyến tiếc nàng. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy khó tìm được người thứ hai. Đám người thanh vũ thánh vương kêu lên, lăng hàn, xem bộ dáng của bàng chân không giống như hăm dọa, lăng hàn thì kích thích bàng chân, người có ngon thì bóp nát đi, bàng chân không nhịn được nữa, dù sao nếu gã không làm thịt lăng hàn được sẽ không thể chiếm lấy nữ hoàng vậy thì gã không có được đừng hỏng ai chiếm được. Bàng chân bóp nát ngọc bội, lang Hàn nhấn tay, trục xuất, bàng chân biến mất, chỉ trong khoảnh khắc bão năng lượng đáng sợ hiện ra, dâng lên từ bốn phương tám hướng. Nhưng tối đa chỉ đến đẳng cấp đỉnh Thánh Vương, hoàn toàn không đủ tạo thành đả kích trí mạng cho mọi người. Rất đơn giản, bàng chân và cấm khí kia bị trục xuất cùng lúc, nhưng bởi vì cấm khí bộc phát ra uy lực quá đáng sợ, chưa kết thúc trục xuất đã nổ. Cũng vì vậy năng lượng lớn nổ hư không, suy yếu uy lực cấm khí rất nhiều. Bàng chân vốn là vị trí trung tâm sẽ không bị uy lực cấm khí lan đến, nhưng ai kêu gã bị trục xuất vào không gian kín. Năng lượng cuồng bạo không ngừng va chạm bật ngược về, tạo thành đả kích hủy diệt cho bàng chân. Lần này bàng chân không còn mẩu xương, tự nếm trái đắng, đám người thanh vũi thánh vương ngây như phóng, cứ thế giải quyết xong. Lăng Hàn mỉm cười nói, kết thúc công việc rồi, các vị cũng nên về đi. Đám thánh vương mờ mịt gật đầu, cảm thấy mọi chuyện thật ảo. Một lúc lâu sau bọn họ mới tỉnh táo lại, Lăng Hàn đã trở thành đại thánh vậy là có thể vào tiên vực. Bọn họ tỏ vẻ sẽ về cấm địa chuẩn bị, sau đó mang theo toàn thể tộc nhân tìm Lăng Hàn. Lăng Hàn nói không gấp, hắn còn ở lại cổ giới ít nhất trên 10 năm. Tại sao? Còn thiên kiếp của người khác, Lăng Hàn muốn mang theo dịch lôi kiếp bao la trước khi đi. Mọi người trở về, điền tộc biết tiên dược đã bị hại nhưng không nhắc một tiếng nào. Lăng Hàn đã giết ra uy danh, ai còn dám mơ ước đồ trong túi của hắn? Hai ngày sau, tất cả người ngoại địa rời khỏi Điền tộc, đi tới bộ lạc viên tộc ban đầu. Miễn không tới đỉnh Thánh Vương đều sẽ tu luyện tại đây, tốc độ tu luyện tăng cao gấp mấy lần. Các Thánh Vương đi hết, bọn họ phải nhanh chóng trở về chuẩn bị cho việc vào Tiên vực. Lăng Hàn cũng đi, hắn muốn đi Đại Lăng Triều chọn lựa một số người vào Tiên vực. Trước khi đi Lăng Hàn dặn mọi người đừng vội đột phá, nhớ chờ hắn trở về. Với tốc độ hiện giờ của Lăng Hàn đi rồi về tối đa khoảng 2 năm. Mọi người đều đồng ý. Lăng Hàn lên đường, hắn chỉ mang theo nữ hoàng vì nàng đã đến đỉnh Trung Thánh, không cần tăng cao nguyên lực nữa, chỉ cần lĩnh ngộ cảnh giới cần nhờ vào luân hồi thụ. Nữ hoàng bế quan tham mộ trong hắc tháp, Lăng Hàn đạp trên kim quang đại đạo đi hướng Đại Lăng Triều. Đây là lần cuối Lăng Hàn đi Đại Lăng Triều, sau này lại đến sẽ là lúc hắn từ tiên vực trở về. Với tốc độ hiện tại của Lăng Hàn đến hiệp ninh tinh không quá lâu. Sau khi hắn vào đại thánh vị thì giới hạn cảnh giới cao nhất tiếp tục mở rộng, hắn có tiến triển đột phá về điện thiểm, tuy tốc độ không tăng lên nhưng có thể vận chuyển kéo dài ra. Lăng Hàn phỏng chừng đi một năm là tới nơi, nhưng thật ra chỉ mất 9 tháng. Vì trong lúc đi Lăng Hàn thi triển điện thiểm tăng tốc độ, bớt 3 tháng đi đường. Trở về Đại Lăng chiều rồi Lăng Hàn không có giống chống khua chiêng, nhưng đám người phong phá vân biết hắn trở thành thánh nhân thì rất vui vẻ, cứ muốn mở tiệc mừng công cho hắn. Tin truyền ra, cường giả gần Đại Tinh đều đến dự, một là để chứng kiến, hai là không dám không đến thánh nhân chứng đạo mà ngươi không tới chúc mừng đang coi khinh thánh nhân sao bữa tiệc long trọng cần thời gian sắp xếp lang hàn bắt đầu công tác chuyển rời người người gần gũi hắn tất nhiên đều vào hắc tháp nhưng lang hàn không thể nào tin tưởng hết tất cả làm ai cũng biết về hắc tháp lang hàn bắt đầu chế tạo không gian thần khí đến lúc đó bỏ người vào trong mang theo vài không gian thần khí trên người là được hơn nữa lang hàn không định mang quá nhiều người vào tiên vực một vì mọi người còn xa mới đụng tới chảm trần có thể ở lại cổ giới một lúc chờ khi đến thần cảnh, hằng hà cảnh, sáng thế cảnh rồi tính. Thứ hai là Lăng Hàn không có gốc gác gì trong tiên vực, mang theo cả đám người thì sắp xếp chỗ ăn ở thế nào? Lang Hàn thì sau khi vào tinh xa đại thánh có thể tùy ý qua lại tiên vực và cổ giới, cùng lắm tăng tốc độ nhanh chút sẽ không chém thọ nguyên. Chương 1793, yến tiệc lớn. Năm ngày sau các cường giả loạn tinh hoàng triều đến đầu tiên, có tà tướng, hữu tướng, các đại tướng toàn là cường giả đứng trên đỉnh cao ở tinh vực này. Nhưng giờ bọn họ đứng trước mặt Lăng Hàn không dám đứng thẳng sống lưng. Thánh nhân, đó là chân long trên chín tầng trời. Tả tướng rất là cảm khái, năm xưa gã từng cảnh cáo Lăng Hàn tránh xa tiểu nữ nhi của mình chút, cho rằng hắn trèo cao. Giờ thì sao? Sớm biết Lăng Hàn sẽ trở thành thánh nhân thì Tả tướng đã không phản đối, không chừng bây giờ làm nhạc phụ của thánh nhân rồi. Ai, nhưng Lệ Vi Vi và Lăng Hàn có quan hệ khá tốt, thật ra hai người luôn là tình bạn thuần khiết. Chỉ có tả tướng nghĩ bậy. Cô nương này cá tính phóng khoáng, vừa thấy mặt liền la lên: "Lăng Hàn, Lăng Hàn, nha đầu." Tả tướng mặt xanh mét vội kéo nữ nhi lại, "Đó là thánh nhân, phải cung kính bái kiến." Lệ Vi Vi chu môi, cảm thấy Lăng Hàn không khác gì trước kia, sao phải bái kiến? Lệ Vi Vi không dám cãi lại phụ thân, chủ yếu là sắc mặt của tả tướng rất kém, nàng còn dám kêu một tiếng Lăng Hàn sẽ bị phụ thân đánh xỉu ngay lệ vi vi hơi khom người đang định vái thì lăng hàn tới gần giơ tay trong không khí lực lượng ngăn không cho nàng vái lăng hàn cười nói khách sáo với ta làm gì đúng vậy lệ vi vi vốn không muốn vái liền nói theo tiểu hán tử bây giờ ngươi ghê gớm thật lăng hàn cười to bảo đúng rồi không nhìn xem ta là ai lăng hàn ở trước mặt bằng hữu không lo giữ hình tượng quý vân nhi cũng đến nhếch môi cười nhìn năm xưa trong ba mỹ nhân hoàng đô thì quý vân nhi lệ vi vi đến nay chưa gả đi ở đây dễ gây chú ý, đặc biệt là thân thiết với Lăng Hàn khiến nhiều thế lực bắt đầu suy tính. Nếu cưới được hai nữ nhân này thì chẳng phải là sẽ ngồi lên thuyền của Lăng Hàn. Không phải mỗi người đều dám có ý đồ đó, sợ Lăng Hàn và hai nữ nhân có quan hệ mờ ám, lỡ họ là tinh nhân thì bọn họ đang tự tìm đường chết. Nửa tháng sau, cường giả đại tinh khác lục tục tìm đến. Lại qua nửa tháng, bữa tiệc lớn chính thức bắt đầu. Lăng Hàn ngồi trên ngai vàng cao cao, bên dưới là một đống người, cỡ mấy chục vạn, nhìn sơ toàn là đầu người. Bên cạnh Lăng Hàn là hai huynh trưởng phong phá vân, mộ dung thanh, cửu cửu nhạc trấn sơn, biểu ca nhạc khai vũ đứng bên kia. Cửu cửu và biểu ca kinh ngạc nhất, năm xưa Lăng Hàn xương hùng hằng thiên đại lục, thậm chí khai thiên vào thần giới đã làm bọn họ khó tin, không bao giờ ngờ hắn ở trong thần giới cũng vô địch, sắp vào tiên vực. Tiên vực, trường sinh bất lão, mảnh đất trung cực. Nữ hoàng ở trong hắc tháp truyền ý niệm cho Lăng Hàn. Lăng Hàn, Lăng Hàn động ý niệm triệu nữ hoàng gia. Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh chào hỏi. Đệ muội, Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh biết nữ hoàng bế quan trong hắc tháp. Nhạc Khai Vũ cũng chào, không dám nhìn lâu vì đệ muội quá xinh đẹp. Nữ hoàng gật đầu chào, nếu ba người không phải là huynh trưởng của Lăng Hàn thì nàng đã phớt lờ, nàng rất kiêu ngạo. Lăng Hàn hỏi, sắp đột phá, ừm, nữ hoàng gật đầu nói, chờ ta, nữ hoàng bước ra một bước đi tới trời sao, nàng muốn độ đại thánh kiếp cũng vô cùng khủng bố, đáng sợ hơn thánh vương kiếp của người khác nếu nàng không nhanh chóng rời đi thì hợp ninh tinh không còn tồn tại đám tà tướng lật đật quỳ xuống bệ hạ bọn họ kính sợ nữ hoàng hơn vì bọn họ nơm nấp lo sợ dưới uy áp của nàng một trăm vạn năm rồi ầm um, trời sao xuất hiện lôi quang dù cách thật xa cũng thấy rõ ràng từng người tia chớp khổng lồ xuất hiện cao vạn trượng ở trong trời sao vây công nữ hoàng biển lôi quang làm mọi người trắng mặt nhìn đổ mồ hôi ròng ròng bọn họ đứng đây vẫn cảm ứng được lôi đình đáng sợ đám tà tướng vui vẻ reo lên, bệ hạ, cũng nhập thánh, bọn họ cảm thấy nữ hoàng càng mạnh càng tốt, vì họ là lính của nàng. Người của loạn tinh hoàng chiều quỷ gối, bệ hạ vạn tuế, người đại lăng chiều cười tâu tuết tự hào, nữ hoàng có mạnh mấy cũng là nữ nhân của vương bọn họ. Lăng hàn nhảy lên trời sao, hắn muốn ăn ké thiên kiếp của nữ hoàng kiếm chút dịch lôi kiếp. Nữ hoàng bây giờ có thể đối kháng thiên kiếp nhưng không thể cưỡng ép vào trong lấy dịch lôi kiếp. Nữ hoàng không có khí lực mạnh mẽ như Lăng Hàn, không chịu nổi ức vạn đỉnh thánh vương cùng tấn công, khi nào nàng thành tựu thánh vương mới làm được. Đây chỉ là có lẽ, Lăng Hàn vươn tay đánh vào một người tia chấp khổng lồ, lực lượng khủng bố nghiền áp. Người tia chấp khổng lồ vỡ nát, thiên địa giận dữ, lôi vân mới xuất hiện ngưng tụ thành thiên kiếp thứ hai. Trên hợp ninh tinh, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn. Có người chủ động chọc vào thiên kiếp, nếu người làm vậy thì là đồ ngốc, nếu là Lăng Hàn làm thì là yêu nghiệt. Bùm, Lăng Hàn lao vào sâu nhất thiên kiếp, hắn muốn đánh nhanh rút gọn. Thiên kiếp làm sao ngăn cản Lăng Hàn được, uy lực đã đến cực hạn thần giới, dù hắn trợ giúp nữ hoàng độ kiếp lẽ ra uy lực thiên kiếp nên tăng gấp 10 lần, nhưng tăng cách nào nữa. Đùng đùng đùng, thiên địa tức giận nhưng chỉ dáng xuống càng nhiều người tia chớp khổng lồ. Lăng Hàn mặc kệ, hắn như xe tăng nghiền áp, bùm 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 bùm, một người tia chớp khổng lồ bị nghiền một cái liền vỡ tan, tuy có thể tái tạo lại nhưng không thể ngăn bước chân Lăng Hàn tiến lên rất nhanh lang hàn lao vào sâu trong lôi vân dễ dàng lấy đi dịch lôi kiếp thiên kiếp biến mất đám người trên hợp ninh tinh ngây người tình huống gì đây thiên địa cũng biết bắt nạt kẻ yếu sao sao mới có mấy cái thiên kiếp đã chạy rồi lang hàn ở bên cạnh nhìn nữ hoàng mới đột phá vừa lúc lấy thiên kiếp rèn luyện sức chiến đấu lúc thiên kiếp sắp tán đi nàng lao vào lôi vân lại lấy một phần dịch lôi kiếp hai người nhìn nhau cười tay nắm tay cất bước trở lại hợp ninh tinh mọi người đều quỳ gối, kích động ra đầu tê dại. Một môn song thánh, đây là khái niệm gì? Đừng nói trong hợp ninh tinh, tính nguyên tinh vực, tất cả tinh vực xung quanh cũng rất là oách. Bọn họ chưa biết sức chiến đấu của Lăng Hàn, nữ hoàng có thể nghiền áp tất cả thánh vương, không thì rất nhiều người đã kích động xỉu. Đám người phong phá vân tiến lên chúc mừng, chúc mừng đệ muội lệ vi vi, quý vân nhi tùy ý với Lăng Hàn, ở chung vui vẻ nhưng trước mặt nữ hoàng thì như cừu non trước con cọp, không nhích chân được. Nhóm tà tướng tới gần chúc mừng, bọn họ vô cùng kính sợ nữ hoàng, bây giờ vẫn không có gì thay đổi. chương 1794, thanh toán nợ cũ. Yến hội chưa kết thúc lăng hàn đã dắt nữ hoàng chạy mất. Hai người tách ra 8 năm, chưa ở chung được mấy ngày nữ hoàng đã lo bế quan, lúc này đại công cáo thành đương nhiên phải cố gắng sinh khỉ con. Đêm xuân ngắn ngủi, Lăng Hàn và Nữ Hoàng ân ái 8 ngày mới hết triền miên lo làm việc. Lại một tháng sau, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Hàn đưa những người gần gũi nhất như Nhạc Trấn Sơn, Phong Phá Vân vào hắc tháp, những người khác thì thu vào không gian thần khí, tiếp đó rời đi. Loạn tinh Hoàng Triều, Đại Lăng Triều giao cho nhóm tả tướng. Lăng Hàn bỏ chút công bài bố trận pháp thánh cấp, miễn thực lực còn thì dù là Đại Thánh cũng không làm gì được. Không phải Lăng Hàn không trở về, tuổi thọ của võ giả thần giới lâu dài, dù hắn đi tiên vực một vạn năm mới về thì nơi này sẽ không thay đổi quá lớn. Lăng Hàn đi rất là yên lòng, 9 tháng sau, Lăng Hàn trở về một đồ tinh rồi đi bí cảnh. Bí cảnh có hệ thống tu luyện khác này được đặt tên là Đại Hà Bí Cảnh, bởi vì dân bản xứ bên trong thống nhất gọi tên này. Lăng Hàn thả hết người trong không gian thần khí ra, tu luyện tại đây tăng cao hiệu suất gấp mấy lần. Mới vào Đại Hà Bí Cảnh thì Lăng Hàn khẽ kêu, so với hơn một năm trước linh khí nơi này loãng một chút, tuy so với bên ngoài vẫn rất đậm. Đây vốn là một thế giới phong kín hoàn toàn, giờ bị mở ra thì linh khí cũng tiết ra ngoài. Cứ tiếp tục thế này có ngày bí cảnh trở nên bình thường, như xác chết khủng bố bên trong sẽ có ngày hoàn toàn tan biến, đạo thống của dân bản xứ cũng mất. Lăng Hàn thầm cảm khái, những người khác thì rất vui mừng. Linh khí nơi này rất đậm đặc, khiến bọn họ không dám tưởng tượng. Đám người thiên phượng thần nữ còn ở viên tộc, Lăng Hàn mới bước vào liền có vài người báo là sắp đột phá. Mọi người lần lượt độ kiếp, Lăng Hàn không ngừng ăn cái kiếp, hắn thậm chí có thể tiêu kiếp cho người, vì thiên địa này không làm gì hắn được. Khi người thứ 10 độ kiếp, Lăng Hàn xông vào thì phát hiện thiên kiếp lơ đẹp hắn. Không có lôi vân mới xuất hiện, tựa như thiên địa biết không thể làm gì hắn nên lười quan tâm. Vậy sao được, Lăng Hàn lao vào thiên kiếp của người đó, khiến hắn bực tức là lôi vân thu về, biến mất. Chạy, thiên kiếp chạy, đám người nữ hoàng rất giật mình sau đó cười phá lên. Lăng Hàn thật là yêu quái, làm thiên kiếp sợ chạy là chuyện chưa từng có. Vậy chẳng phải là nếu Lăng Hàn muốn có thể làm nguyên thần giới không có thiên kiếp? Lăng Hàn thử mấy lần nhưng vô dụng, hiện tại hắn can thiệp vào thiên kiếp của người khác sẽ không có thiên kiếp mới nhằm vào hắn, thiên kiếp của người ta cũng biến mất. Điều này vừa khiến người buồn cười vừa cảm khái, thực lực của tên này mạnh đến trình độ nào mà khiến thiên kiếp cũng đi đường vòng. Lăng Hàn từ bỏ ý định kiếm thêm dịch lôi kiếp, hắn định sau này lúc đi minh giới sẽ làm thử. Hai thế giới đã tách ra thì chắc có đỉnh núi của riêng mình, giờ hắn bị thiên địa thần giới ghét, có lẽ còn cơ hội trong minh giới. Thánh Vương ở Cấm Địa gần nhất đã trở về, mang theo tộc nhân đến Đại Hà Bí cảnh tu luyện, tuy rằng hoàn cảnh trong Tiên vực có lẽ cũng giống vậy nhưng dù sao đang rảnh, tại sao phải lãng phí mất. Lăng Hàn lên đường, hắn còn rất nhiều món nợ tính sổ với đám Cấm Địa. Lúc trước mơ ước Tiên Vương pháp của hắn, hợp tác với nhau tấn công hắn, chỉ có một mình Khai Vân Vương bị hắn trừ khử, những người khác nghĩ có thể trốn thoát sao? Lăng Hàn không hiếu sát nhưng hắn không rộng lượng đến mức bị người ăn hiếp còn cười cho qua. Lăng Hàn tìm đến đầu tiên là bát thạch cấm địa. Bát thạch cấm địa có một vị thánh vương nhưng không đến đẳng cấp đỉnh. Đỉnh thánh vương còn không đánh lại Lăng Hàn thì loại thánh vương này đáng là gì? Lăng Hàn phế bỏ tu vi của mọi người trong bát thạch cấm địa, hắn không đại khai sát giới. Về sau bọn họ có thể phát triển lại được là bản lĩnh của họ, giờ nhân quả giữa họ và Lăng Hàn đã hết. Lăng Hàn không quên xét nhà, được đến ba khối thánh liệu, 12 món thánh khí, hai gốc thánh dược. Lăng Hàn mặc kệ là thánh liệu hay thánh khí, miễn là thần thiết thập nhất giai là đưa tiên ma kiếm nuốt. Lăng Hàn phỏng trừng dọn hết cấm địa có thể tăng tiên ma kiếm lên thập bát giai. Tiếp tục là đi tiên vực thăng cấp, tiên vực sản vật phong phú chắc không đáng lo. Lăng Hàn rời khỏi bát thạch cấm địa, lần lượt đến các cấm địa. Thánh liệu, thánh dược trong tay hắn càng lúc càng nhiều, khi hắn quét sạch hàng tồn của cấm địa thứ 13 thì tiên ma kiếm đã vào thập bát giai. Lăng Hàn lập tức đưa thập bát giai thần thiết có trong túi cho tiên ma kiếm nuốt hết nhưng muốn tiên ma kiếm tiến vào thập cửu giai cần số lượng thập bát giai thần thiết ít nhất gấp trăm lần. Chuyện này hoàn toàn không thể làm được, có lẽ Lăng Hàn từ từ tìm mấy vạn năm trong cổ giới mới hoàn thành nhiệm vụ này. Thanh toán xong hết nợ cũ Lăng Hàn vào minh giới, hắn muốn mang theo bá kiếm ma chủ, cuồng loạn ma chủ, Âu Dương Thái Sơn, gom đủ hai nhóm người rồi hắn sẽ vào tiên vực. Lăng Hàn từ chiến trường hai giới gần nhất vào minh giới, bấm đốt tay tính tọa độ trời sao rồi hắn đạp trên kim quang đại đạo bay trong trời sao. Nói ra thì giữa đường Lăng Hàn gặp một hằng hà cảnh độ kiếp hắn liền ngừng lại, xông vào thiên kiếp của đối phương. Người đó là vương giả trẻ tuổi, mới tu luyện trăm vạn năm đã vào hằng hà cảnh trung cực vị, rất kinh người. Thanh niên thấy Lăng Hàn lao vào thì hoảng sợ xanh mặt. Tình huống gì, ta đang độ thiên kiếp mà ngươi bỗng xông vào là sao? Muốn giết ta, nếu không thì ai mạo hiểm bị thiên kiếp lan đến, nhưng ta không quen ngươi. Thanh niên thấy Lăng Hàn đạp kim quang đại đạo thì biết đây là ma chủ không cần biết là huyền ma hay tiên ma, tóm lại một ngón tay có thể nghiền chết gã. Tiền, tiền bối, lăng hàn cười, đấm vào thiên kiếp, ầm, um, làm lăng hàn vui vẻ là hai giới lập tức phản ứng lại hình thành lôi vân mới. Quả nhiên hai giới tách liệt, ý chí thiên địa cũng khác. Hằng hà cảnh suýt cắn trúng lưỡi, vị tiền bối này bị khùng sao, chủ động trêu vào thiên kiếp, còn làm vẻ mặt hớn hở. Ngươi thích bị xét đánh sao, dù ngươi là ma chủ thì sao, ngươi mạnh, thiên kiếp càng mạnh hơn khoe mã hơi lố, giờ bị xét đánh, nhưng rồi thanh niên cơ mặt co giật, lỗ chân lông toàn thân nở ra. Gã thấy gì, các tia chấp biến thành người khổng lồ, mỗi một người khổng lồ phát ra hơi thở đủ làm thanh niên tan vỡ, số lượng khiến người ra đầu tê dại. Không phải một, hai mà tính bằng hàng ức vạn, vẫn đang không ngừng tăng lên. chương 1795, phá mở cánh cửa tiên vực. Thiên kiếp như vậy là cho người độ sao, lang hàn thét dài lao vào trong lôi vân, bùm 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 bùm, Lăng Hàn một đường nghiền áp đụng các người khổng lồ tan nát. Mợ nó, hằng ha cảnh chửi thề, giật mình quá mức quên mình đang thiên kiếp, bị tia chớp đánh trọng thương. Lăng Hàn đi tới đâu là vô địch đến đó, quy tắc xung hợp hai giới của hắn đạt tới cảnh giới hiện tại dù trong minh giới hay thần giới thì sức chiến đấu không giảm bớt chút nào. Lăng Hàn lao vào trong lôi vân, dễ dàng có được dịch lôi kiếp. Tuy không uống nhưng ta chắc chắn hơi khác với trong thần giới. Dịch lôi kiếp bị lấy đi, lôi vân tan biến. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ trong trời sao, thấy Hằng Hà Cảnh lúc trước tràn đầy nguy hiểm thì ra tay giúp đỡ, đón lấy thiên kiếp của đối phương sau đó lao vào thiên kiếp. Chỉ một lúc sau thiên kiếp tan biến, Hằng Hà Cảnh sợ ngây người, run giọng cảm ơn Lăng Hàn. "Đa, đa tạ tiền bối giúp đỡ." Cũng vì Hằng Hà Cảnh bị Lăng Hàn hù sợ nên mới bị tổn hại nặng, không thì với thực lực thiên phú của gã dư sức độ qua thiên kiếp. Hằng Hà Cảnh thầm cảm khái, mọi người nói gã kỳ tài ngút trời nhưng từ hôm nay gã không còn kiêu ngạo gì nữa nhìn vị này đi cái này mới gọi là oách lăng hàn cười cười kim quang đại đạo trải ra hắn đi tiếp từ nơi này đến hải không tinh mất hơn nửa năm dọc đường đi lăng hàn gặp hai người độ kiếp nên hắn ăn ké thiên kiếp hai lần thêm bốn phần dịch lôi kiếp nửa năm sau hải không tinh xuất hiện trước mặt lăng hàn ong 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 kim quang đại đạo trải tới cuồng loạn ma chủ đi ra đón ngay bộ dạng hết sức cảnh giác mãi khi thấy rõ người đến là lăng hàn thì cuồng loạn ma chủ giật mình há to mồm có thể nhét hai quả trứng gà ma chủ chẳng những là ma chủ còn là địa ma thật khó tin mười mấy năm trước lúc lăng hàn đi chỉ là hằng hà cảnh lăng hàn cười phá lên trò chuyện với cuồng loạn ma chủ rồi nói ý định của mình lăng hàn đi hàn vân tinh báo cho bá kiếm ma chủ hắn ở lại đây chỉ một chốc sợ gặp thiếu nữ si tình trúc huyên sau cùng lăng hàn thông báo cho âu dương thái sơn bảo gã mang người đến hội hợp lăng hàn đợi hai năm mọi người mới tập hợp trên trời sao bá kiếm ma chủ cuồng loạn ma chủ âu dương thái sơn dùng không gian thần khí mang theo người cùng lăng hàn xuất phát từ đường hai giới vào thần giới đi tới đại hà bí cảnh bận đi bận về qua ba năm trong quá trình lăng hàn được hai mươi phần dịch lôi kiếp trong minh giới nhưng đây là cực hạn sau đó thiên địa minh giới giống bên thần giới miễn có lăng hàn tham gia là thiên kiếp sẽ tan biến ngay không cho hắn cơ hội lấy dịch lôi kiếp ba ma chủ khóe môi co giật trừng mắt suýt lòi trong. Lăng Hàn triệu tập mọi người, tuyên bố thời gian vào tiên vực. Đã tới lúc, cho mọi người một tháng, sau một tháng liền vào tiên vực. Người cấm địa vừa hưng phấn vừa khủng hoảng, rốt cuộc có thể trở về cố hương thật sự. Nhưng lúc trước bọn họ bị đuổi ra, giờ trở lại tiên vực không biết có bị nhầm vào không. Đám vương giả trẻ như tử thần phong, thiên hạ đệ nhị thì hừng hực chiến ý. Bọn họ có thể xương hùng trong thần giới, tự tin dù vào tiên vực cũng sẽ đứng ngạo nghễ trên đỉnh, ai nấy hăng hái nôn nóng. Tinh sa đại thánh, lôi hỏa đại đế, thỏ tử, lão tham đều trở về. Thạch đầu nhân suốt ngày theo lăng hàn như con cún, tiểu thanh rất là ngạo kiều, ngồi xổm sau lưng lăng hàn thường dương đôi cánh mổ mấy cái, rất là thần tuấn. Chúng nó đều được lăng hàn hết sức bồi dưỡng, đã ăn thánh dược. Lăng hàn đưa tiên thiên thông linh quả cho nữ hoàng ăn, hắn tự tin có thể thăng tiến trong tiên vực, không cần dựa vào tiên dược tăng cao cảnh giới nếu trực tiếp tăng cao lực lượng thì Lăng Hàn không khách sáo nhận. Một tháng sau, đã đến lúc vào tiên vực, mọi người đã vào không gian thần khí, các thánh nhân, ma chủ giao không gian thần khí cho Lăng Hàn rồi tự mình vào trong. Tuy hiện nay Lăng Hàn, nữ hoàng có thể phá mở cánh cửa tiên vực nhưng bọn họ lo hai người cùng lúc mở ra con đường thì nàng và hắn sẽ đi vào nơi khác nhau, nên nữ hoàng giao nhiệm vụ này cho Lăng Hàn, nàng vào hắc tháp. Giờ chỉ còn một mình Lăng Hàn, Lăng Hàn đi vào vũ trụ tối tăm lạnh băng, hắn hít sâu sau khi vào tiên vực hắn sẽ được gặp phụ mẫu nhị tử hổ nữ ý nghĩ này luôn giấu trong lòng lăng hàn giờ nó dâng lên cuồn cuộn vô cùng mãnh liệt lăng hàn cười sang sảng ta đến đây lăng hàn dốc hết sức xé rách không gian quy tắc hai giới trùng kích lăng hàn dốc sức ứng đối trong phút chốc không gian vỡ ra từng tầng hiện ra một cái lỗ đen ngòm lăng hàn không vào cái lỗ cánh cửa liên thông tiên vực chưa mở ra giờ mà đi vào sẽ gặp hư vô không gian vô tận lăng hàn tiếp tục đánh ngàn cú đấm kiếm khí không ngừng chém ra lỗ hổng rộng hơn sâu hơn rất nhiều một luồng sáng mông lung dần hiện ra như một mặt gương có thể thấy mảnh thiên địa khác đằng sau tấm gương tiên vực dần trở nên rõ ràng trước mặt lăng hàn lăng hàn không chút do dự cất bước đi vào khi lăng hàn đi tới trước gương thì đánh ra một đấm cuối cùng rác tiếng giòn vang khắp thiên địa kinh động thần linh hai giới đây là bình chứng cổ giới và tiên vực cần phải đại thánh quy tắc dung hợp hai giới mới đánh phá được bình chướng đã nát cánh cửa tiên vực chính thức mở ra ầm um, linh khí vô tận ập đến lỗ hổng sau lưng lăng hàn đang tự khép lại thiên địa có bản năng tự động khép lại tốc độ mau kinh người nhanh chóng đè ép lăng hàn ngăn cản linh khí hào ạt rót vào thần giới lăng hàn lắc người bay hướng tiên vực con đường sau lưng hắn nhanh chóng khép kín Vèo, lăng hàn bay nhanh xuất hiện trên bầu trời sau lưng hắn là cái lỗ đen từ từ khép kín Lăng Hàn đứng trên bầu trời, dưới chân là rừng rậm bao la khó miêu tả. Mỗi cây cao vạn trượng, lá to hơn căn nhà, kết trái siêu bự. Linh khí nơi này quá dồi dào, đậm hơn đại hà bí cảnh gấp mấy lần. Lăng Hàn chỉ nhìn sơ đã thấy có ít nhất 17 thần dược trên thập giai, cao nhất đến thập ngũ giai. Nhưng mà, phạm vi Lăng Hàn mở ra thần thức bị giới hạn, độ cao khi bay cũng bị hạn chế. Tiên vực khác với cổ giới, nơi này rất lớn, một tòa thành chỉ to bằng một hành tinh lớn nhưng nguyên tiên vực liền thành một thể, chỉ bị khu vực biển ngăn cách thành hai đại lục gọi là Đông Tiên Vực, Tây Tiên Vực. Trong khu vực biển có đảo giải rác, bảo là giải rác đó là tương đối với hai khối đại lục, thật ra một hòn đảo bằng một tinh vực trong cổ giới, lớn rung động. chương 1796 mới đến tiên vực. Nghe lôi hỏa đại đế nói biển cả cực kỳ nguy hiểm, sơ sẩy một cái sẽ gặp tiên thú chảm trần, phân hồn, thậm chí tiên phủ, thăng nguyên. Nếu đụng phải tiên thú nóng tính hở chút là giải quyết luôn thuyền và người nên vượt biển là chuyện rất mạo hiểm, bình thường chỉ có thế lực siêu lớn mới mở hàng hải, thu phí chuyên trở cách xù. Bay qua biển, chỉ có trong mơ, vì bị hạn chế độ cao khi bay, gặp tiên thú cường đại nó há mồm một cái hút người đang bay xuống thì cũng gặp nguy hiểm. May mà Lăng Hàn tạm thời không cần lo về vượt biển, hắn còn không biết côn bằng cung ở đâu. Bước đầu tiên là đứng vững gót chân, Lăng Hàn thả lôi hỏa đại đế, đại hắc cẩu, nữ hoàng ra khỏi không gian thần khí, hắc tháp. Lôi Hỏa Đại Đế vốn là cường giả tiên phủ cảnh, đại hắc cẩu có mối dính líu với tiên vực. Lôi Hỏa Đại Đế cảm thán rằng, rốt cuộc lại trở về. Bộ dạng Lôi Hỏa Đại Đế bây giờ là thanh niên 20 tuổi, trông không còn kỳ cục. Lang Hàn hỏi, đây là nơi nào? Tiên vực lớn như vậy sao bổn tọa biết? Lôi Hỏa Đại Đế trợn trắng mắt, đừng nói bổn tọa, các tiên vương chưa chắc đi khắp góc tiên vực, huống chi còn nhiều cấm khu sinh mệnh dù là tiên vương cũng không dám vào. Lang Hàn khẽ thở dài, không biết thì cứ nói không biết, kiếm nhiều cớ chi cho mệt. Đúng vậy, đại hắc cầu bỏ đá xuống giếng, tiểu hòa tử, không hiểu đừng giả bộ hiểu, lôi hỏa đại đế hử mũi, theo thân thể biến lớn thì tính cách cũng trầm ổn nhiều, không cùng đại hắc cầu hở chút là đánh nhau. Trước tiên tìm thành trì, đừng ở lại rừng cây nguyên thủy thế này. Hiện giờ thực lực của chúng ta gặp phải một con tiên thú gì cũng chết chắc, không có cả tư cách chạy trốn. Nhớ là đừng bay trên trời vì mục tiêu quá lớn. Nhóm Lăng Hàn, nữ hoàng nghe lời đáp xuống, ở đây lôi hỏa đại đế có quyền lên tiếng nhất. Đại hắc cầu thì, lời nó nói tin được không? Bốn người lăng hàn thật nhỏ bé trong khu rừng như vậy, một mảnh lá rơi lớn hơn bọn họ gấp mấy lần. Nhưng tiên vực không phải mỗi yêu thú đều cực mạnh, lăng hàn thấy có con kiến bình thường, kích cỡ lớn hơn nhiều, thực lực cỡ linh hải cảnh. Trong tiên vực thì cỡ này là bình thường, nghe lôi hỏa đại đế nói đa số người mới sinh ra đã là phá hư cảnh, phụ mẫu càng mạnh sinh con có điểm khởi đầu càng cao nghe nói con của tiên vương mới sinh ra đã là trảm trần, nhưng thế lực hơi có thực lực khi đứa bé chưa sinh ra đã đánh tan tu vi của đứa trẻ chuyển thành chất dinh dưỡng bẩm sinh để tăng cao thiên phú. trong tiên vực tu đến sáng thế cảnh rất đơn giản, nhưng về sau muốn tăng cao thiên phú võ đạo cực kỳ khó khăn, nên đây là lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa không phải người muốn luyện hóa liền luyện hóa được, gia tộc ít nhất phải có lão tổ trảm trần cảnh mới có tư cách thi triển bí thuật như vậy. đừng tưởng rằng lão tổ trảm trần không đáng tiền trong tiên vực ngược lại hễ vào trảm trần đi thế lực nào cũng được trọng dụng nhưng đã có thọ nguyên vô tận thì lão tổ trảm trần nào muốn ăn nhờ ở đậu trong tiên vực thế lực lấy đơn vị là thành trì thế lực cấp tiên vương có được hàng ước thành trì mỗi thành trì cỡ một hành tinh lớn bấy nhiêu đủ thấy thế lực mạnh cỡ nào thành trì nhất tinh nhỏ nhất cũng có lão tổ trảm trần tỏa chấn nếu không thì không thể gọi là thành chỉ có thể bảo là nơi tập kết bốn người lăng hàn đi trong rừng bọn họ không có phương hướng chỉ biết đi một hướng trong tiên vực không có ban ngày, ban đêm, trên bầu trời có vì sao điểm xuyết nhưng giống như tiểu thế giới, không phải ngôi sao thật sự mà là các thiên tạch to. Từ ý nghĩa nào đó thì không khác gì tiểu thế giới, chẳng qua nơi lớn hơn, quy tắc càng cao. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể tính thời gian suy ra đã qua mấy ngày. Khoảng 10 ngày sau, bọn họ đi ra khu rừng lớn, đằng trước xuất hiện một con sông vô cùng bao la, rộng cỡ ngàn dặm uốn lượn chảy dài không thấy cuối. A, à, có thuyền sau lưng bọn họ có một chiếc thuyền lớn theo gió vượt sóng. Thuyền lớn kinh người, cỡ vạn trượng, rộng mấy ngàn trượng, nhưng đặt trong con sông lớn này thì không chút bắt mắt, không có vấn đề thân thuyền quá lớn khó quay đầu. Tốc độ thuyền rất nhanh, mau đến nỗi vượt qua bọn họ lướt hướng phía trước. Trong tiên vực giải phóng tốc độ tột độ thì một con thuyền có thể theo kịp lăng hàn dốc hết sức bay. Lôi hỏa đại đế nói, giờ thì dễ rồi, đi dọc theo sông lớn giữa đường sẽ gặp thành thị bọn họ không lên thuyền xuôi dòng được nhưng tốt xấu biết đi theo sông sẽ gặp thành thị cho họ viên thuốc an thần nhưng nếu đi ngược dòng có lẽ sẽ sớm gặp thành thị hơn bọn họ ngẫm nghĩ vẫn quyết định đi tới trước sau một tháng nhóm lăng hàn thấy một tòa thành to lớn phía trước lớn không thấy giới hạn chỉ thấy bên trái tòa thành đậu ít nhất mấy trăm chiếc thuyền đó là đường nước bọn họ không thể từ con đường này vào thành nữ hoàng đeo khăn che mặt nàng quá xinh đẹp thực lực của họ bây giờ quá yếu trong tiên vực nếu để tên công tử nhà giàu nào theo dõi thì rắc rối lớn. Hắc tháp thì không dùng nó càng tốt, chỗ này là tiên vực, có lẽ chảm trần hoặc phân hồn nhìn thấu bí mật của hắc tháp. Bọn họ đi vòng quanh khoảng nửa ngày mới thấy một con đường trên đất liền thẳng hướng thành trì. Đây là đường cái rộng minh mông, rộng không thua gì con sông lớn kia, kéo dài đến dưới tòa thành. Cổng thành rộng lớn, đây là cửa thành sao, tựa như lạch trời, cửa thành đóng kín, bên cạnh mở cánh cửa nhỏ có vệ binh canh gác dù là cửa nhỏ cũng rộng cỡ trăm trượng cao ngàn trượng vô cùng hùng vĩ lôi hỏa đại đế ra hiệu tạm dừng rồi nói nếu muốn vào thành thì phải thanh toán phí dụng bình thường là tinh thạch tức là tinh luyện từ thiên thạch từ trên trời rơi xuống ẩn chứa thiên địa đại đạo nếu không thì dùng thánh dược lang hàn và nữ hoàng liếc nhau thầm cảm khái vào thành mà phải thanh toán bằng thánh dược đúng là cắt cổ lôi hỏa đại đế nói ở chỗ này không gian thần khí rất bình thường giữ bên người không thể lừa được ai nếu chúng ta cứ như vậy vào thành sẽ bị coi là cố ý phá hư quy định của thành, khi đó sẽ có cường giả đến chấn áp chúng ta. Lăng Hàn gật đầu nói, vậy đành thả người ra ngoài, bọn họ lùi lại khoảng vạn dặm, vì gần thành thị nên xung quanh không có yêu thú quá hung dữ, càng không có tiên thú. chương 1797, thật tình cờ. Thành phố Thánh Nhân, Âu Dương Thái Sơn, tinh xa Đại Thánh xuất hiện. Lăng Hàn nói rõ tình huống cho bọn họ, đám thánh gật đầu. Đây là tiên vực, không chỉ linh khí đậm hơn, quy tắc hai giới đầy đủ, chỉ cần có đủ thời gian thì đám thánh nhân này đều có cơ hội thành tựu lão tổ trảm trần. Bọn họ có thể tu luyện thành thánh trong cổ giới chứng minh đều có thiên phú xuất sắc, tuyệt đối có hy vọng bước vào trảm trần cảnh. Bọn họ sẽ ngủ lại đây trước, vừa tìm thánh dược gần đây rồi từ từ đưa người vào thành. lang Hàn mang bọn họ tới đây đã là tận tình tận nghĩa. Lôi Hỏa Đại Đế khuyên nhủ, mọi người thống nhất khẩu cung. Họ là dân bản xứ tiên vực, từ nhỏ sống trong tiên vực không có liên quan gì với cổ giới. Nếu để lộ ra tiếng gió bọn họ sẽ bị truy sát, xử chết. Nên việc làm thứ nhất là dung hợp hai giới quy tắc, không làm được điều này thì đừng vào thành, bị người phát hiện tương đương với đang nói ta đến từ cổ giới. Sắp xếp xong bốn người lăng hàn vào thành, lăng hàn dư sức trả bốn gốc thánh dược, nếu không phải lôi hỏa đại đế, đại hắc cẩu không biết về hắc tháp thì hắn rất muốn thu nữ hoàng vào hắc tháp, đỡ tốn một gốc thánh dược. Khi bọn họ đến cổng thành bị một thủ vệ ngăn lại, dừng bước, hai người này là cường giả hằng hà cảnh, có 16 vệ binh, đều là đẳng cấp này, có thể thấy cấp bậc võ đạo trong tiên vực cao cỡ nào. Lôi hỏa đại đế bĩu môi dùng thần thức truyền âm, chắc đây chỉ là thành nhất tinh, cùng lắm nhị tinh, không thì đã chẳng chỉ có lẻ tẻ vài hằng hà cảnh canh giữ. Lôi hỏa đại đế còn bảo nếu là thành lớn ngũ tinh có tiên vương tỏa chấn, thủ vệ tuy chỉ là sáng thế cảnh nhưng sẽ có một, hai lão tổ trảm trần ở xung quanh giám sát. Một thủ vệ thò tay ra, phí vào thành, lăng hàn nhịn đau, trước giờ toàn là hắn bóp cổ người khác giờ bị người ta cứ cổ, làm hắn rất ức chế. Lăng hàn đưa ra bốn gốc thánh dược, may mà chỉ có thập thất dai, xem như an ủi. Thủ vệ xua tay, vào đi, lúc qua cửa thành một tia sáng bắn xuống quét qua cơ thể bọn họ, đây là đang kiểm tra có không gian thần khí không. Chẳng những phòng ngừa, trốn vé, lỡ có cao thủ phe đối địch chứa nhiều không gian thần khí vào thành rồi đột nhiên làm khó dễ sẽ có vấn đề lớn bốn người vào thành lôi hỏa đại đế liền phủi mông bỏ đi. Tiểu tử, vậy chúng ta mỗi người một ngả, bổn tọa muốn đi tìm tâm khổ tu, vượt dậy lần nữa, tiêu diệt tên khốn kiếp lúc trước chu sát bổn tọa. Lôi hỏa đại đế nói xong tiêu sái rời di, đại hắc cầu nói câu càng tức hơn, cầu ra cũng đi tiêu giao đây, nhưng tiểu hàn tử đừng lo, bổn tọa đã nhớ mùi của ngươi, dù ngươi chết vùi vào mồ thì bổn tọa cũng sẽ tìm ngươi. Lăng hàn đá, cốt xéo đi, đại hắc cầu lắc mông chạy đi, phong tao mù mắt đại hắc cầu đi rồi cũng tốt giờ còn lại hắn và nữ hoàng đương nhiên cộng thêm một đám người trong hắc tháp nói đây là thành trì nhưng khu vực lớn như hành tinh nên nơi này có núi lớn cao vút đâm mây có sông chảy xiết cuồn cuộn có sa mạc nóng rực băng nguyên lạnh lẽo môi trường gì cũng có trên đường cái vô số người qua kẻ lại không ai nhìn lăng hàn và nữ hoàng lăng hàn cảm giác mình là người tiên vực hắn và nữ hoàng từ từ đi dạo nghe người qua đường đối thoại mới đến đây hai người không có kinh nghiệm gì nên xem nhiều ít nói. Thật ra người tiên vực không có gì khác, trừ tổng thể đẳng cấp võ đạo càng cao ra ở đây hoàn toàn không khác gì với cổ giới. Lang Hàn và nữ hoàng dọc đường nghe người ta nói chuyện, nói nhiều nhất là Thương Nguyệt Quân sắp chiêu quân dự bị. Biểu tình Lang Hàn quái dị, Thương Nguyệt Quân chẳng lẽ đây là Thương Nguyệt Thành, Thương Nguyệt Thành có Đinh gia Đinh Tử Chân, Đinh Diệu Long. Chắc không phải tình cờ vậy đi, nhưng sự thật đúng là tình cờ, Thương Nguyệt Thành có ba thế lực trảm trần cảnh, Đinh gia nằm trong số đó. Thương Nguyệt Quân tuy do ba thế lực chạm trần cảnh quản lý nhưng quyền sở hữu thì không thuộc về ba thế lực lớn này. Tại sao, trong tiên vực thế lực nhỏ muốn tìm núi dựa, chạm trần tìm phân hồn, phân hồn tìm tiên phủ. Đến tiên phủ cảnh có thể xưng bá trong tiên vực, không cần tìm núi dựa nữa. Tiên phủ muốn tìm núi dựa cũng được, ví dụ dưới thế lực tiên vương chắc chắn có cường giả thăng nguyên, tiên phủ cảnh. Thương Nguyệt Thành là thành nhất tinh, xếp chót, núi dựa của họ là thế lực phân hồn cảnh hắc nguyệt giáo núi dựa vào hắc nguyệt giáo là phó gia nên về mặt lý luận thương nguyệt quân thuộc quyền sở hữu của phó gia nhưng thành chỉ được phó gia quyền lý có hàng vạn phó gia sẽ không quản lý hết tất cả lớn nhỏ nên thương nguyệt quân do ba gia tộc khống chế sau khi vào thương nguyệt quân miễn biểu hiện xuất sắc sẽ có cơ hội đi lên trên tiến vào quân đội thành lớn tứ tinh nếu biểu hiện càng nổi bật sẽ được vào thành lớn tam tinh vào tầm mắt của phó gia trong tiên vực trở thành lão tổ trảm trần là có thọ nguyên vô hạn nhưng tại sao cường giả đẳng cấp như phân hồn tiên phủ rất hiếm hoi. Một vì tiên pháp cao cấp hiếm có, hay là vì tài nguyên tu luyện. Không phải người sống lâu mấy ức, mấy trăm ức năm là giải quyết được. Nên đi vào đại giáo, đại gia tộc là con đường nổi bật nhanh nhất cho võ giả tầng dưới chót. Trước mắt có một cơ hội, thương nguyệt quân sắp chiêu nhân viên dự bị, trăm năm mới có một lần, bỏ qua lần này là phải chờ thêm một trăm năm. Lăng Hàn nhìn nữ hoàng, nàng gật đầu, bọn họ cần một cơ hội dung nhập vào tiên vực, thương nguyệt quân là lựa chọn tốt nhất. Lăng Hàn và Nữ Hoàng đi Tây Bộ Thương Nguyệt Thành, thành phố này quá lớn, bằng một hành tinh lớn, hai người trèo non lội suối một ngày sau mới tới nơi. Đây là một dãy núi, chân núi đào ra một khoảnh đất trống, có thể cảm ứng rõ ràng được trận pháp bảo vệ, nếu bộc phát ra chắc có thể diệt gọn đẳng cấp từ sáng thế cảnh đến chạm chân. Nơi này có rất nhiều người, hiển nhiên tham gia Thương Nguyệt Quân là cơ hội tốt để trở nên nổi bật, người có chút theo đuổi sẽ không bỏ qua. Nên người đông nghẹt, toàn người là người, không chỉ có nhân tộc, có rất nhiều nửa người, chiếm tỷ lệ rất lớn. Trong vạn tộc thì nhân tộc bao dung cao nhất, nên rất nhiều nhân tộc và trông là thuần huyết nhưng thật ra chảy huyết mạch yêu thú. Chỗ báo danh xếp hàng thật dài lăng hàn và nữ hoàng xếp hàng phía sau. Trong cổ giới hai người càn quét tất cả đối thủ nhưng ở đây sáng thế cảnh không là cái đinh gì. chương 1798, nhập ngũ, lăng hàn, nữ hoàng vừa xếp hàng vừa ngóng nghe người xung quanh trò chuyện để tăng mức độ hiểu biết với tiên vực nhưng mọi người nói chuyện nhiều nhất là đợt chiêu quân lần này. Thương Nguyệt quân tổng cộng tuyển nhận 1.000 người trở thành quân dự bị, 1.000 người chia thành 10 đội, mỗi đội 100 người. Từ nay trong 90 năm mỗi năm đào thải một người, cuối cùng mỗi đội sót lại 10 người, tổng cộng 100 người làm thành viên chính thức của Thương Nguyệt quân bổ sung vào hao hụt. Tiên vực là nơi tràn ngập đấu tranh, tuy Thương Nguyệt Thành có chỗ dựa ít xảy ra chiến tranh quy mô lớn, nhưng đây không phải một tòa cô thành, cần làm ăn với thành khác vì thế gặp vấn đề vận chuyển giữa hai thành lớn chắc chắn có sơn tặc, nhiệm vụ của thương nguyệt quân là dọn dẹp sơn tặc. Nếu để sơn tặc quá hung hăng ngang ngược không chỉ ảnh hưởng danh dự của thương nguyệt thành cũng phá hỏng ích lợi thực tế. Làm sơn tặc cơ bản bên dưới chảm trần, lão tổ chảm trần của thương nguyệt thành lười mất thời gian tìm tòi những sơn tặc này. Vì sơn tặc như cỏ dại tiêu diệt đám này sẽ mọc đám mới lên, luôn có người bí quá hóa liều muốn không làm mà hưởng. Vì vậy nhiệm vụ trừ cướp giao cho thương nguyệt quân, đôi khi sẽ được thương đội thuê hộ tống kiếm chút thu nhập thêm. Tóm lại tham gia vào thương nguyệt quân sẽ được tài nguyên tu luyện cố định, lập quân công sẽ được tiên pháp, đôi khi có thu hoạch riêng. Trừ hơi nguy hiểm ra thương nguyệt quân không có khuyết điểm gì. Thêm nữa một đường tăng tiến có lẽ cuối cùng sẽ được vào phó gia, nên ai cũng hăm hở muốn vào thương nguyệt quân. Tốc độ tiến lên của hàng người rất chậm, qua mấy canh giờ mà Lăng Hàn và Nữ Hoàng chỉ lên được một nửa, vì hai người xếp hàng rất muộn nên luôn đứng ở cuối cùng, không ai xếp phía sau chợt một người trẻ tuổi từ xa bay tới sông thẳng đến chỗ ghi nhanh. Thanh niên chen ngang, nhưng người ghi nhanh không xua đuổi, ngược lại khách sáo đăng ký cho thanh niên. Nhiều người rất tức giận, có người nhảy cẫng lên. Dựa vào cái gì, đúng rồi, chúng ta tuân theo quy định xếp hàng tại sao hắn có thể chen ngang. Không công bằng, có người tạt nước lạnh, các người không biết vị đó sao. Ai, người kia lắc đầu như nhìn tên ngốc, đó là thiên kiêu trong thế hệ trẻ đinh gia, đinh khiếu trần. Thương nguyệt quân này là của người ta, chen ngang có là gì. Mọi người xẹp hơi, có người lẩm bẩm, đây không phải của Đinh gia mà là phó gia, dù phó gia xuống dưới còn có Hắc Nguyệt giáo, có hai gia tộc lớn khác. Đinh Khiếu Trần là thiên tài có thiên phú võ đạo kinh người, nghe nói khi hắn ở Hằng Hà cảnh tu ra hơn 600 vạn ngôi sao, hiện giờ thành tựu thánh vương, cùng đẳng cấp sao sánh bằng. Ai, ta vốn muốn giành chức đội trưởng giờ thì áp lực lớn nhiều, 10 vị trí đã thiếu bất một. Kỳ lạ, Đinh Khiếu Trần còn cần vào Thương Nguyệt Quân kiếm quân công sao? hắn muốn tài nguyên tu luyện nào mà không có. Ha ha, chắc muốn tới đây khoe khoang, có người ra vẻ cao sâu lắc ngón tay. Sai, sai rồi, thấy người xung quanh nhìn mình, cười đắc y nói. Đó là bởi vì hôm nay có một người đến đây, đinh khiếu trần tới là vì người đó. Mọi người hỏi dồn ai vậy, người đó ra vẻ bí hiểm nói. Chờ chút nữa các ngươi sẽ biết, phía trước đột nhiên truyền đến oanh động, người phía sau lao nhau. Chuyện gì xảy ra, bọn họ không dám thả thần thức ra xem, nơi này có một vị cường giả chạm trần tọa chấn, ai dám thả thần thức xem xét trước mặt y. Rất nhanh có người đằng trước báo cáo, Đinh Khiếu Trần là tư chất tam tinh, mọi người giật mình kêu lên, cái gì, trong tiên vực có cách đo thiên phú võ giả tức là năng lực chiến đấu vượt cấp, còn có tiềm lực trưởng thành vân vân, khác hẳn với cổ giới. Bình thường tư chất nhất tinh đáng giá bồi dưỡng, nhị tinh là thiên tài, tam tinh là thiên tài trong thiên tài. Không uổng là vương giả trẻ trong đinh gia, quá kinh người. Có người run giọng hỏi, đây là ba gia tộc lớn bồi dưỡng ra đệ tử sao? Trước đó có mấy nhân tài đỉnh cấp nhưng cũng chỉ tới tư chất nhị tinh. Đa số người chỉ có tư chất nhất tinh, mọi người lắc đầu, tranh lệch quá lớn, lớn tới nỗi làm bọn họ không ghen ghét nổi, chỉ có thể ngước nhìn. Vèo, bóng một người từ xa bay tới, áo đỏ trói mắt, một thiếu nữ đẹp tựa nàng tiên, răng trắng mắt sáng ra thịt nõn nà, tóc đen như mực hình thành đối lập rõ ràng, rất là động lòng người. Đó là Mạo Thư Ngọc, nữ nhi duy nhất của mạo đại đại thống lĩnh thương nguyệt quân ui đại thống lĩnh mạo đại đó là lão tổ tam trảm mạo đại nhân là một truyền kỳ sống năm xưa đơn độc đến thương nguyệt thành không ai ngờ đại nhân trong vòng 3 nguyên năm đã thành lão tổ tam trảm ta hiểu rồi đinh khiếu trần đến vì mạo thương ngọc he he mạo đại nhân là lão tổ trảm trần duy nhất trong thương nguyệt thành không thuộc về ba gia tộc lớn còn là tam trảm với thành tựu yêu nhiệt của đại nhân chắc chắn sẽ thành tựu tứ trảm đại viên mãn khi đó rất có thể được phó ra trực tiếp điều đi bay lượn trời cao tương lai tươi sáng nên ba gia tộc lớn đều muốn có quan hệ tốt với mạo đại nhân dù đại nhân luôn ở thương nguyệt thành lão tổ tam trảm đã là cường giả đỉnh cao đáng để không tiếc mọi giá tranh giành huống chi nữ nhi của mạo đại nhân không kém cỏi gì là cuộc mua bán bảo đảm nhất ai nếu ta lấy được về thì tuyệt quá mọi người bàn tán xôn xao thiếu nữ áo đỏ không dựa vào thân phận chen ngang như đinh khiếu trần mà ngoan ngoãn xếp hàng vừa lúc đứng sau lăng hàn nữ hoàng đinh khiếu trần từ phía trước đi xuống biểu tình kiêu ngạo không thèm để ai vào mắt nhưng khi đinh khiếu trần đứng trước mặt mạo thư ngọc liền mỉm cười nói thư ngọc cần gì xếp hàng chung với đám tiện dân này ta mang nàng lên trên đỉ đinh khiếu trần ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của ta mạo thư ngọc không lĩnh tình hoặc kêu ta là mạo cô nương hoặc gọi ta là mạo thư ngọc đinh khiếu trần bị đâm sắc mặt hơi lúng túng đinh khiếu trần liếc mắt qua lăng hàn nữ hoàng giận chó đánh mèo vào hai người, quát. Các ngươi nhìn cái gì, tính cách lăng hàn không chịu thiệt, định cãi lại nhưng mạo thư ngọc giơ tay ngăn. Ngươi giữ với người ta làm gì, ánh mắt đinh khiếu trần âm trầm hung tợn trừng mắt lăng hàn, vì nữ hoàng là nữ nhân nên gã cười nhà thầm nghĩ chờ lúc sàn lọc sẽ giết lăng hàn. Đinh khiếu trần hừ mũi, nghênh ngang rời đi, chương 1799, tư chất tam tinh rưỡi. Tên này cực kỳ hẹp hòi, chắc chắn đã ghi hận các ngươi. Mạo Thư Ngọc nói với hai người Lăng Hàn: "Yên tâm, có ta ở đây hắn không dám làm gì các người. Chờ bắt đầu sàng tuyển hai người đi theo bên cạnh ta, ta bảo đảm các người bình an." Mạo Thư Ngọc rất tự tin, Nữ Hoàng bật cười nói: "Vậy xin đa tạ, Lăng Hàn quyết tâm chút nữa nếu gặp Đinh Khiếu Trần sẽ cho gã biết trời cao đất rộng." Nữ Hoàng lười để ý, lý niệm của nàng rất đơn giản, khó chịu. "Giết thôi." Đoàn người từ từ đi lên, thường ra vài thiên tài khiến người giật mình nhưng thành thị này quá nhỏ bé trong tiên vực, khó tuôn ra hiện tượng thiên tài yêu nghiệt giống Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Vũ Hoàng. Cuối cùng đến lượt Lăng Hàn, Nữ Hoàng rồi tới Mạo Thư Ngọc, đã không có người khác. Nữ Hoàng lên trước, bước đầu tiên là trắc nghiệm, theo quy định khi nào đến hàng hà cảnh mới có tư cách báo danh, hạn mức cao nhất là sáng thế cảnh. trảm Trần nếu có lão tổ Trảm Trần muốn tham gia thương nguyệt quân thì đại thống lĩnh Mạo Đại sẽ đến đón chào, cần gì tới đây? Trắc nghiệm rất đơn giản, chỉ có một tảng đá nhưng bày ra trận pháp, dốc hết sức đánh một kích vào tảng đá sẽ phản ứng ra cảnh giới và tư chất của người bị trách nhiệm. Chủ yếu quyết định sức chiến đấu, ngoài ra chất lượng nguyên lực, đặc biệt công pháp sẽ bị trận pháp ghi nhớ, phân tích, tổng hợp rồi đánh giá. Có thể nói khá chính xác, nữ hoàng vươn tay, bàn tay thon dài trắng nõn, năm ngón như thông xuân. Dù nữ hoàng đã che giấu khuôn mặt, thay áo rộng che dáng người hoàn mỹ, nhưng khi nhìn bàn tay này đã làm nhiều người say. Đây là một yêu tinh có thể đảo điên thiên hạ, là hỏa thủy lớn. Vô số cặp mắt sáng rỡ nhìn chăm chú, nữ hoàng ấn nhẹ đá trách nhiệm. Thoáng chốc đá trách nhiệm tỏa ánh sáng trắng rồi nhanh chóng biến mất. Hai bên đá nổi lên một sợi tơ mỏng. Đó là hai cột ánh sáng, một đỏ một tím. Ánh sáng màu đỏ chỉ cao hơn màu tím một nửa. Nhân viên trách nhiệm ngước lên nhìn nữ hoàng, lộ vẻ giật mình. Sáng thế cảnh đại cực vị, tư chất nhị tinh dưới. Đây là thiên phú kinh người đứng sau đinh khiếu trần. Nhưng thiên tài như thế không chỉ có một mình nữ hoàng, đủ xếp vào 10 hạng đầu. Sợi tơ đỏ đại biểu cảnh giới, tơ màu tím đại biểu cho tư chất, liên quan chặt chẽ cùng sức chiến đấu. Sợi tơ tím cao hơn tơ đỏ chứng minh có năng lực chiến đấu vượt cấp, vượt qua càng nhiều thì năng lực chiến đấu vượt cấp càng cao. Đương nhiên đa số người hai sợi tơ ngang nhau, số ít thì tơ đỏ cao hơn tơ tím sẽ bị đào thải. Thương Nguyệt Quân không cần phế vật, quân dự bị cũng không cần. Tư chất nhị tinh là kết quả nữ hoàng và lăng hàn bàn bạc không thể quá chiêu diêu, hai người hiểu biết tiên vực, thương Nguyệt Thành rất ít. Nữ hoàng chưa qua trắc nghiệm như vậy bao giờ, lỡ lộ ra nhị tinh dưới. Người trắc nghiệm đăng ký cho nữ hoàng rồi phát một tấm thẻ. Đậu, số của ngươi là 5572, chưa bị chính thức nhận nên lười ghi tư liệu tên tuổi của họ. Nữ hoàng nhận thẻ, không nói chuyện, lui ra một chút chờ Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nói với Mạo Thư Ngọc, Mạo cô nương, lên trước đi, làm nam nhân phải có phong độ, hắn là người cuối cùng vậy. Mạo Thư Ngọc không khách sáo, nàng tiến lên trước, hơi tập trung rồi đánh mạnh vào đá trách nghiệp. Ánh sáng trắng dâng lên liền vụt tắt, sợi tơ đỏ và tím lại hiện ra. Nhân viên trách nhiệm kinh kêu: "Sáng thế cảnh đại viên mãn, tư chất tam tinh, lại xuất hiện một siêu thiên tài, không cho đinh khiếu Trần một mình kiêu ngạo." Nhưng cũng bình thường, một người là thiên tài đinh gia, một người là nữ nhi duy nhất của đại thống lĩnh, sinh ra đã cao hơn người rất nhiều, giờ vượt xa người khác cũng bình thường nhân viên trắc nghiệm cố ý đứng lên giao thẻ số cho Mạo Thư Ngọc. Mạo Tiểu Thư, số của Tiểu Thư là 5573. Hết cách, phụ thân của nàng là cấp trên của cấp trên của cấp trên của cấp trên trực tiếp của gã, không biểu hiện cung kính sao được. Mạo Thư Ngọc vội vàng nhận thẻ rồi đi ra, nhưng mới đi hai bước liền ngừng lại, nàng xoay người nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn nhường nàng trắc nghiệm trước, Mạo Thư Ngọc muốn nể mặt hắn, ít ra chờ hắn trắc nghiệm xong. Mạo Thư Ngọc vẫn nhớ lời hứa của mình là bảo vệ Lăng Hàn, nữ hoàng. Phương Sa Đinh Khiếu Trần khoanh tay trước ngực, mặt cười nhạt. Lăng Hàn vốn muốn điệu thấp nhưng nhìn biểu tình của Đinh Khiếu Trần thì thầm bực, hắn liếc gã rồi đi hướng đá trách nhiệm. "Vèo", một luồng kiếm quang vụt qua, đá trách nhiệm dâng lên ánh sáng trắng, sợi tơ đỏ và tím hiện ra. Nhân viên trách nhiệm nhìn hòn đá, ngây ngốc nói: "Sáng thế cảnh, tư chất Tam tinh dưới, thứ này bị hư rồi sao?" "Tam tinh dưới? Đùa à?" Đinh Khiếu Trần không cách nào giữ được bình tĩnh, "Cái gì? Đinh Khiếu Trần vào tới." mặt gã xanh mét nhìn đá trắc nhiệm, Gã bị người vượt mặt, nơi này xuất hiện thiên tài tam tinh dưới. Ui, lần trước xuất hiện tam tinh dưới là lâu thật lâu cỡ ba nguyên năm, khi mạo đại bộc lộ tài năng. Ngược dòng một chút là thiên kiêu mạnh nhất đinh gia, đinh diệu long. Thiên tài như vậy chắc chắn cuối cùng sẽ thành tiểu tứ trảm viên mãn. Một nguyên năm là một ước năm, người trong tiên vực sống rất lâu, tính năm kiểu bình thường không tiện. Hơn nữa một kỷ nguyên là 12 vạn ước năm, ít thường giả nào qua được, vì có ách thiên nhân, nếu không thể luôn biến mạnh sẽ có ngày tiên vương cũng phải chết. Chỉ có bước vào trảm trần mới có thể thọ nguyên vô hạn, đó là tại sao vô số nguyên năm phần lớn cường giả vì ách thiên nhân cuối cùng chết vào cảnh giới nhất trảm. Rất khó đột phá, mọi người đều nói tiên vương cửu trọng, một trọng là một bước lên trời. Nhưng trảm trần, thăng nguyên cũng vậy, trảm trần là chém một đao thiên ý với mình, sơ sẩy một cái không phải chặt đứt duyên trần mà là đạo quả của mình. Bình thường tư chất nhất tinh có hy vọng trở thành lão tổ nhất trảm, Tư chất nhị tinh là nhị trảm, tam tinh là có tư cách trùng kích tứ trảm. Đương nhiên mọi thứ chỉ trên mặt lý luận. Có một điều chắc chắn rằng tư chất tam tinh dưới chưa chắc trở thành tứ trảm, nhưng muốn là tứ trảm ít nhất phải có tư chất tam tinh dưới. Ui, đinh khiếu trần tràn đầy gen tị nhìn lăng hàn. Thật không tin được, một tiện dân mà có tư chất tam tinh dưới. Dù là gã tối đa chỉ có thể trở thành lão tổ tam trảm. Tuy tư chất không phải cố định không thay đổi tu luyện công pháp khác nhau hoặc ăn siêu tiên dược hoàn toàn có thể tăng cao hoặc hạ thấp tư chất nhưng không có gặp gỡ đặc biệt thì làm sao thay đổi được